Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 51. Trần Ngư nói, không có cách nào cả, đối phương còn chưa ra mặt, anh đương nhiên không có cách để giải quyết. Hơn nữa, anh cũng phải xem Lục Chiến Long xử lý như thế nào đã, đối mặt với thị phi, anh ta đưa ra lựa chọn như thế nào mới là mấu chốt. Tề Đẳng Nhân cũng không đi rối rắm về chuyện này nữa, bởi vì, trước mắt hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đúng lúc thời gian mấy ngày nay, Thượng Hải đã xảy ra một trận động đất lớn. Chuyện của Viên Thăng Lộc đã lên men, làm liên lụy tới rất nhiều danh dự của những nhân vật có uy tín, trong lúc nhất thời, làm nhân tâm hoảng sợ. Ngọc Tiểu Long cũng biết chuyện của Lục Chiến Long, sau khi liên lạc với Tề Đẳng Nhân, cô chỉ nói, cẩn thận mọi thứ, tôi sẽ chú ý. Cùng lúc đó, Dương Quan Quan thông qua sự trợ giúp của Tôn Dĩnh Thục, cô ta chính thức kế thừa tài sản đã phân chia của Dương gia. Tài sản của Dương gia đương nhiên không chỉ có vài chục tỷ, mà phần lớn trước kia đã được bọn họ rời đi rồi. Cho nên, khi Dương Quan Quan nhận được, chỉ có thể nhận được 1/3 tài sản so với ban đầu mà thôi. Nhưng chỉ chừng này cũng đã đủ dọa người, số tiền mặt ước chừng lên tới 5 tỷ, hơn nữa còn có 2 căn biệt thự trị giá 300 triệu, một chiếc phi cơ tư nhân, một chiếc du thuyền xa hoa trị giá 200 triệu 3.000 vạn, còn có mấy công ty được định giá cũng không hề thấp. 5 tỷ tiền mặt là Dương Ý cắn răng đưa ra, bởi vì, trên dưới Dương gia đã nhất trí, nên không có bất kỳ người nào đồng ý giao cổ phần cho Dương Quan Quan, toàn bộ đều chọn giao tiền mặt. Dương Quan Quan trong một đêm, từ thư ký của tập đoàn Tiên Lai, lập tức thăng lên làm phú bà chục tỷ. Tôn quả phụ quả thật có chút bản lĩnh, khó trách lúc trước có thể đoạt được nhiều lợi ích từ Thôi gia như vậy. Sau khi Tề Đẳng Nhân nhìn thấy thành quả, cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng tất cả chuyện này, đều không làm thay đổi Dương Quan Quan. Cô ta vẫn như cũ, mỗi ngày dậy sớm nghiêm túc luyện võ, đầu tiên là hình ý, sau đó là thái cực. Bát quái trưởng thì Tề Đẳng Nhân chưa có dậy. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhân cảm thấy rất vui mừng, phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất, Dương Quan Quan đã bắt đầu giác ngộ được tâm tính của một cao thủ rồi. Sau đó, Tề Đẳng Nhân đưa cho cô ta một quyển bát quái trưởng. Bảo cô ta tự mình nghiên cứu trước, chờ hắn có thời gian sẽ dạy cô ta. Em gái của Lục Đại ca tìm được chưa? Dương Quan Quan luyện võ xong, đi về phía Tề Đẳng Nhân, vừa xoa tay, vừa mở miệng dò hỏi. Tạm thời còn chưa tìm thấy, nhưng đã huy động nhiều nhân lực như vậy, sớm hay muộn là có thể tìm được đi. Tề Đẳng Nhân cười, nói. Dương Quan Quan trầm mặt nói, cứ có cảm giác như có một âm mưu lớn nào đó đang ấp ủ. Tề Đẳng Nhân sửng sốt, nói cô cảm giác được như này, là chuyện tốt. Dương Quan Quan nói, hôm nay phải đi gặp người của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, cái người tên Tạ Nhĩ Bỉ kia, nghe đồn tính tình không tốt lắm, chúng ta nhất định phải chuẩn bị. Tề Đẳng Nhân nói, chuyện này cô cứ yên tâm, tôi đã hỏi thăm lão Bồ Đào trước rồi. Anh ta thiếu tôi một cái nhân tình lớn, trên chuyện này, chúng ta ở thế chủ động. Nếu không có tin tức của Irena Zinva cung cấp cho Tề Đẳng Nhân, hiện tại tình thế ở Tuyết Quốc chỉ sợ là đã thay đổi, tập thể nhóm nhà đầu tư gần như đã sẽ tuyên bố đầu hàng. Tề Đẳng Nhân nói Vinogradov thiếu hắn một nhân tình lớn, lời này nói ra một chút cũng không khoa trương. Lần này người phụ trách dự án đơn nổ của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông là Tạ Nhĩ Bỉ, anh ta đã tới Thượng Hải rồi, thanh thế lúc anh ta tới còn lớn hơn so với lúc Bogdanov tới tỉnh Đông Hải nhiều. Dù Bogdanov có lợi hại đến đâu thì cũng là người Tuyết Quốc. Các nhà đầu tư Tuyết Quốc vẫn kém xa so với các tập đoàn có kinh nghiệm hàng chục, hàng trăm năm như Mỹ. Nhưng Tuyết Quốc lại có nền tảng rất vững chắc, không người nào không muốn hợp tác cùng những nhà đầu tư này, và kiếm một đống tiền lớn từ Tuyết Quốc. Sau khi Dương Quan Quan tắm rửa xong, thay đổi thành trang phục công sở tiêu chuẩn màu đen trắng, đi với giày cao gót, như một nữ tinh anh hàng đầu thương trường. Hiện tại cô đã phú bà chục tỷ rồi, không nghĩ tới chuyện thành gia lập nghiệp sao? Tề Đẳng Nhân hỏi. Tạm thời không suy xét, chờ giải quyết xong chuyện ở Dương gia rồi nói. Lời nói của Dương Quan Quan vững chắc như chém đinh chặt sắt. Cô ta đương nhiên không thể làm thư ký cả đời được. Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhân cùng nhau xuất phát đi đến tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông. Cùng lúc đó, một chiếc tàu vận tải dần dần nhô lên khỏi mặt biển và từ từ dừng lại ở cảng.
Đây là một chiếc tàu chiến vận chuyển vũ khí, nhưng cùng với vũ khí được vận chuyển còn có một người đàn ông mặc quân phục màu đen. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười đi về phía cơ thể nát bấy của Tiền Bất Hoán, vừa rồi hắn nhìn thấy trong đống thịt Tiền Bất Hoán có nhẫn chữ vật, lúc nào có thời gian sẽ đi nhặt, bây giờ trận chiến đã kết thúc, đương nhiên sẽ không để quên. Người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục này, là một trong năm con rồng tại Hoa Quốc, con rồng cuối cùng tên thật là Triệu Ứng Long, lúc sau lại sửa tên thành Triệu Đồ Long, là người của Triệu gia. Triệu Đồ Long nghe thấy tiếng gọi của Nghiêm Mộc Long, hơi mỉm cười, nói, không ngờ là Nghiêm chiến tướng tự mình đến đây đón tôi, thật là làm tôi cực kỳ bất ngờ. Nghiêm Mộc Long lạnh lùng nói, Triệu Huyền Hoàng tiên sinh, chung quy là vẫn không tin tưởng tôi và Tạ Cuồng Long. Triệu Đồ Long lại lắc đầu, nói, không phải Triệu Huyền Hoàng không tin các người, là tiền bối Triệu Biện Tử bị Tề Bất Ngữ moi ruột, nên Triệu Huyền Hoàng mới một hai phải điều động tôi về đây. Nghiêm Mộc Long nghe thấy lời này, lập tức giật mình, sau đó nhíu mày, nói, nếu là Tề Bất Ngữ ra tay thì anh tới cũng vô dụng. Triệu Đồ Long cười hì hì nói, ông ta cũng đâu phải thần tiên, sao có thể chắc chắn là không thể. Nếu ông ta thật sự tới, vậy tôi đây sẽ không nói hai lời, lập tức quay về phương Bắc không bao giờ trở lại. Tề Bất Ngữ nếu có thể đánh Triệu Biện Tử thành ra như vậy, vậy thì công lực kia tất nhiên đã đến một cảnh giới không thể suy đoán. Lại còn liên hợp với Tề đẳng nhân nữa, thực sự quá khủng bố. Dù cho ba con rồng cùng nhau đồng loạt ra tay, cũng khó có thể thắng được. Nếu lần này có thể khiến Ngọc Tiểu Long ra tay thì tốt rồi, để một người phụ nữ như vậy, suốt ngày đè nặng thanh danh của tôi, thật là khó chịu. Triệu Đồ Long duỗi người, mỉm cười nói. Phong ba bão táp táp tại Thượng Hải rất lớn, Viên Thiên Thành đã thất thủ. Tôi hy vọng Triệu Đồ Long anh làm việc thận trọng một chút. Đừng để làm bại lộ hành tung của mình. Nghiêm Mộc Long nhíu mày nói. Triệu Đồ Long nghe xong chỉ bật cười, nói Triệu Huyền Hoàng tiên sinh trước đó đã nhắc tôi rất nhiều lần, bảo tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cô, tôi thực ra, rất khó chịu. Nghiêm Mộc Long nói, anh có khó chịu, cũng phải nhịn. Triệu Đồ Long nhếch miệng cười. Tạ Cuồng Long đâu, tên này sao lại không tới? Triệu Đồ Long nhìn chung quanh. Không nhìn thấy chút bóng dáng nào của Tạ Cuồng Long, hắn ta có chút tò mò. Tạ Cuồng Long dù sao cũng là thế lực của Hồng Bang, anh ta cũng không muốn quá thân cận với chúng ta. Nghiêm Mộc Long sụ mặt, lạnh như băng đáp lại. Triệu Đồ Long vỗ bụng mình, nói, đói bụng, mời tôi ăn bữa cơm đi. Nghiêm Mộc Long đương nhiên sẽ không từ chối mấy cái yêu cầu nho nhỏ của Triệu Đồ Long, trực tiếp mời hắn ta đi ăn một bữa tiệc lớn. Cùng một lúc huy động cả ba người chúng ta, chỉ vì để nhắm vào một tên Tề đẳng nhân lúc trước như chó nhà có tang phải kẹp chặt đuôi rời khỏi thủ đô sao. Tôi cảm thấy, Triệu Huyền Hoàng tiên sinh cũng làm hơi quá. Trong tay Triệu Đồ Long cầm một cục xương bò, trực tiếp bỏ vào miệng, răng rắc một tiếng, cắn một đoạn, nhai nhồm nhoàm trong miệng. Anh đừng có xem thường đối thủ, chiến tích của anh ta ở Thượng Hải rất hiển hách. Anh ta đã giết được Hồng Thiên Đô, chạy thoát một mạng từ trong tay thiên phạt. Lại còn đánh bại cả đại tông sư Liễu Tông nham toái của nước Kiệt Bành, quấy đảo Diệp ra dưới sự vây công của vô số đại cao thủ, đánh vỡ đầu của Diệp Chi Huyền chỉ trong một đòn. Nghiêm Mộc Long cười lạnh nói, huống chi, trước đó, trong một cuộc khảo hạch, anh ta một đấu bốn, đánh bại Bạch Liễu của Lãm Tước Vĩ, Diệp Thành của Cửu Cung Kiếm, Chiêm Tinh của Trích Tinh Thủ, Diệp Phi Lưu của Hào Long Đảm. Triệu Đồ Long lại không cho là đúng mà ăn sạch khúc xương trong tay, xương bò cứng rắn dưới hàm răng của anh ta. Tựa như miếng bánh quy xốp giòn. Sau khi ăn xong khúc xương bò, hắn ta còn mút hai ngón tay của mình. Nghiêm Mộc Long nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta, thì lắc đầu. Tôi cảm thấy cô căng thẳng quá rồi đấu, chỉ là đối phó với một tên nhóc lông còn chưa mọc hết, thì ba người chúng ta ra tay, đã là khoa trương đến không thể lại khoa trương hơn được nữa rồi. Triệu Đồ Long cười nói, cho dù là thần tiên dáng thế, chỉ sợ cũng phải bị đánh chết. Ngày đó tôi đã gặp hắn rồi, nói thật, tên này rất đáng ghét, nhưng cũng thật sự rất mạnh. Nghiêm Mộc Long nói. Triệu Đồ Long kinh ngạc nói, hả, cô từng gặp hắn rồi sao? Trình độ võ nghệ thế nào? Nghiêm Mộc Long nói, lúc đó hắn và Ngọc Tiểu Long đang ở cùng nhau, tôi nhìn lén một chút, đã bị hắn nhận ra, sau đó chủ động bảo Ngọc Tiểu Long ném hắn ra ngoài. Người này như thế nào, tôi không rõ lắm. Nhưng tôi có thể cho anh xem video ghi hình trong đạo quán thiên hành, để anh từ từ nghiên cứu.
Video ghi lại hình ảnh Tề Đẳng Nhân đánh bại 4 huấn luyện viên, đã rơi vào tay Nghiêm Mộc Long, mấy ngày nay cô ta đã xem lại mấy lần, cho nên, trong lòng đương nhiên cực kỳ coi trọng đối thủ lần này. Ha ha, tôi cảm thấy các người nghĩ quá nhiều, các người có chắc chắn là tính kế Lục Chiến Long, hắn nhất định sẽ ra tay không? Triệu Đồ Long lắc đầu nói, đừng để đến lúc đó trên sân đấu lớn như vậy, người ta lại sống chết mặc bây, vậy thì xấu hổ chết đi được. Nghiêm Mộc Long bình tĩnh nói, lấy bản tính của người này, Lục Chiến Long gặp chuyện, hắn không có thể không ra tay. Triệu Đồ Long khinh thường nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Loại nguy hiểm này, tôi không tin hắn sẽ dễ dàng đến như vậy. Nghiêm Mộc Long nói, không phải ai cũng chỉ biết đến lợi ích trước mắt, hắn là một người nghĩa khí, rất xem trọng bạn bè. Huống chi, bản thân mị lực nhân cách của Lục Chiến Long, cũng đủ để thuyết phục rất nhiều hào người tài. Triệu Đồ Long liếm đầu ngón tay, nói thanh danh của Lục Chiến Long chỉ ở sau Ngọc Tiểu Long cũng không phải không có nguyên nhân tới. Nghiêm Mộc Long chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, Triệu Đồ Long người này, rõ ràng địa vị không thấp, nhưng lại làm ra một số hành động làm người ta cảm thấy thật rẻ tiền. Trận đấu ở Thượng Hải, đã tới thời điểm mấu chốt, Triệu Đồ Long anh tuyệt đối không được làm việc theo cảm tính. Trong khoảng thời gian này, anh muốn làm gì? Tốt nhất đều phải báo cho tôi. Nếu không nói, tôi không ngại liên thủ với Tạ Cuồng Long, đánh gãy chân của anh. Đôi mắt Nghiêm Mộc Long thâm trầm mà nhìn Triệu Đồ Long, lạnh giọng cảnh cáo người đàn ông tùy tính, thích gì thì làm nấy này. Triệu Đồ Long châm chọc mà cười, nói, hai người các người liên thủ, tôi đích xác không phải đối thủ, nhưng muốn dễ dàng đánh gãy chân tôi, thì không dễ đâu. Bản lĩnh chạy trốn của tôi. Sau khi Hồng Thiên Đô chết thì đã trở thành đệ nhất thiên hạ. Thích khách thời cổ đại, chỉ cần không trúng một kích, sẽ lập tức chạy xa ngàn dặm. Tôi hiện tại, so với những tên thích khách què quạt đó mạnh gấp trăm lần. Nghiêm Mộc Long trực tiếp đứng dậy, xoay người đi vừa lãnh đạm nói, chỗ ở của anh tôi cũng đã sắp xếp xong, tất cả hành động, đều phải nghe tôi. Nhớ kỹ. Sau khi người đi, Triệu Đồ Long lập tức hừ lạnh một tiếng. Mắng, đồ đàn bà xấu xí. Coi bản thân là Ngọc Tiểu Long sao? Không lâu sau, Triệu Đồ Long bị người đưa tới một nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Anh ta cảm thấy như vậy cũng vừa đẹp, đợi lúc anh ta luyện công, thanh âm kia, so với một người phụ nữ cấp bậc xe tăng rên rỉ trên giường còn lợi hại hơn. A, a, hú. Triệu Đồ Long nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phát ra tiếng giống giận thống khổ. Cảm giác đau của ngũ mã phanh thây, quả thực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đại pháp minh tưởng phanh thây này, quả nhiên bất phàm. Triệu Đồ Long mở hai mắt, thần sắc thống khổ lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại hóa thành nụ cười âm trầm dữ tợn. Thường xuyên dùng phương thức minh tưởng này, không ngừng kích thích tinh thần trưởng thành, sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi có thể chạm đến thấy cảnh giới bất tử. Năm con rồng, đối với Hoa Quốc mà nói, quá nhiều. Chờ sau khi công lực của tôi đại thành lúc sau, có một con rồng là tôi, là đủ rồi. Thành phố Thượng Hải hội tụ 5 con rồng của Hoa Quốc. Bọn họ được phân chia thuộc các trận doanh khác nhau, chú định là sẽ có một màn long tranh hổ đấu. Nhưng Tề Đẳng Nhân lại không biết, Triệu gia vì đối phó hắn, mà đã xuất động đội hình như vậy. Hắn và Dương Quan Quan đã tới bên ngoài khu biệt thự tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông. Cũng trùng hợp đụng phải Tôn Dĩnh Thục ở đây. Tôn phu nhân, cảm ơn cô, ít nhiều nhờ có sự hỗ trợ của cô, tôi mới có thể lấy được nhiều thứ từ Dương gia như vậy. Sau khi Dương Quan Quan nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, gương mặt tươi cười lập tức đón chào, phi thường cảm kích đối với Tôn Dĩnh Thục. Sau khi chồng của Tôn Dĩnh Thục chết, cô ta và Thôi gia cũng không thiếu những lần tranh đấu gay gắt, đối với loại chuyện như tranh đoạt gia sản này, có thể nói là cực kỳ có kinh nghiệm. Tôn Dĩnh Thục nói, Dương tiểu thư khách khí, chúng ta là đối tác cùng nhau hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Dương Quan Quan nói, vẫn phải cảm tạ, lát nữa tôi xin được mời cô ăn cơm. Dương Quan Quan cảm thấy Tôn Dĩnh Thục là một người khá tốt, tiếp xúc cũng tương đối hòa hợp, căn bản không âm hiểm xảo trá, ăn thịt người không nhả xương giống như người ngoài đồn đãi. Nếu để cho Tề Đẳng Nhân biết được ý nghĩ này của cô ta, nhất định sẽ mang cô ta đi khám. Tôn Dĩnh Thục chính là một ma nữ ngàn mặt,
nếu để cô ta nhìn thấy chút lợi ích gì, nhất định còn hung mãnh hơn so với sói đói, còn tin danh hơn so với hồ ly. Hiện tại, Tôn Dĩnh Thục có đưa ra yêu cầu với Tề Đẳng Nhân, muốn dựa vào tập đoàn Gú Cu kiếm tiền, đương nhiên phải quan hệ tốt với Dương Quan Quan. Tề Tổng, kế tiếp phải xem nhân mạch của anh, tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông bên kia, tôi không có quan hệ gì với họ hết. Tôn Dĩnh Thục quay đầu cười với Tề Đẳng Nhân mà nói, khi nói chuyện còn nhẹ nhàng vén tóc, quả thực quyến rũ mị hoặc. Thân trên Tôn Dĩnh Thục mặc một chiếc áo màu da bó sát, một chiếc váy xếp ly màu trắng ở phần thân dưới và đôi chân mềm mại mà chỉ một người phụ nữ trưởng thành như cô mới có thể kiểm soát hoàn hảo. Từ dung mạo, dáng người, khí chất đều phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, như ẩn như hiện. Tề Đẳng Nhân vẫn còn canh cánh đối với chuyện Tôn Dĩnh Thục âm thầm tính kế hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, không cho cô ta chút sắc mặt tốt. Tôn Dĩnh Thục lại ngạo kiều mà nghĩ, cái đồ chó này, thật sự cho mình có lỗi với hắn. Ngày đó, cũng không biết là con chó nào liếm đùi mình. Ha ha, đây không phải là Tôn phu nhân sao, nên nói cô chấp mê bất ngộ. Hay là không biết lượng sức đây? Lúc này, có một người đi ra từ bên trong biệt thự, chính là Lý Tuấn Duyên, người mà ngày đó bị Tề Đẳng Nhân giáo huấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Tuấn Duyên, Tạ Nhĩ Mỉ còn chưa có chính thức tuyên bố đối tác hợp tác đâu, cậu hiện tại đắc ý còn quá sớm. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói. Công trình là của Hoa Quốc, nhưng Hoa Quốc giao dịch với tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, cho nên... Công trình xây dựng lần này, chủ yếu vẫn là xem ý đồ của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông. Đương nhiên, ngọn nguồn công trình, phải bắt đầu từ Vinogradov. Nếu anh ta không gật đầu, khí thiên nhiên của Tuyết Quốc, một chút cũng sẽ không đưa tới đây. Lần này giá cả Vinogradov bán khí thiên nhiên ở đây rất rẻ, rẻ hơn so với thị trường gấp 3-4 lần. Nhưng, anh ta bán này thiên nhiên khí có thể không phải hướng về tiền. Mà là hướng lợi ích lớn hơn, có thể nhận được sự ủng hộ của nước láng giềng Hoa Quốc, sẽ càng có nhiều lợi ích cho anh ta hơn là ở Tuyết Quốc. Nếu Vinogradov đổi ý, Hoa Quốc không lấy được khí thiên nhiên, công trình đương nhiên cũng phải tuyên cáo phá sản. Lý Tuấn Duyên cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhân, trong mắt mang theo một chút hận ý, nói Tề Tổng, chuyện lần trước tôi còn nhớ rất rõ đấy. Cậu dám đối địch với tôi, cho cậu mặt mũi cậu lại không cần, như vậy. Đừng mơ tưởng có cơ hội hợp tác với tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông. Tề Đẳng Nhân mỉm cười nói, làm như anh là chủ tịch tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông không bằng, cây gậy nhỏ. Đừng quên, cha anh đang ở nước Mỹ, không tới phiên anh thay mặt cha mình nói chuyện. Những lời này Tề Đẳng Nhân có hơi mang theo sát ý muốn giết người. Sau khi Lý Tuấn Duyên nghe thấy lời này, sắc mặt cũng lập tức đỏ lên, sau đó, cậu ta lại không thể phản bác. Tôn Dĩnh Thục cũng oán trách mà nhìn Tề Đẳng Nhân một cái, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng người hắn nhắm vào chính là Lý Tuấn Duyên, cô ta cũng không có gì để nói. Người Triều Tiên đương nhiên sẽ gặp bất lợi khi đối mặt với người Mỹ, nên không còn cách nào khác đành phải dựa vào sự che chở của nước Mỹ. Đi, chúng ta đi vào, không cần rong dài với cái đồ cây gậy nhỏ này. Tề Đẳng Nhân cười tủm tỉm nói, vươn tay phải, ngón cái và ngón trỏ kéo ra một khoảng cách. Làm một cái thủ thế mà ai cũng hiểu. Trong mắt Lý Tuấn Duyên ánh lên lửa giận như muốn phun trào, hắn thề, nhất định phải khiến Tề Đẳng Nhân trả giá đắt, mặt mày xám xịt. Ba người đi vào bên trong biệt thự, nhìn thấy nơi này có không ít người đi tới đi lui, bên trong đang tổ chức tiệc chiêu đãi. Nhóm phục vụ xen kẽ trong đó, bày ra những món ăn nhẹ tinh tế và đồ uống đắt tiền. Dương Ý liếc mắt một cái đã nhìn thấy ba người đang đi vào. Lập tức nheo mắt lại, sau đó không chút hoang mang đi về phía bọn họ. Như thế nào, mấy người cũng muốn tham gia dự án xây dựng ống dẫn khí khí thiên nhiên. Dương Ý vừa đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta không những muốn tham gia, còn muốn đá bay mấy người ghê tởm ra. Dương Quan Quan không chút yếu thế, ngẩng đầu, nhàn nhạt mà đáp lại. Sau khi Dương Ý nghe được lời này, nhịn không được bật cười. Khách khứa Trung Quang sau khi sửng sốt thì cũng bật cười theo. Đây là Dương Quan Quan vừa được chia cho 1/3 tài sản của Dương gia đúng không? Nói chuyện thật đúng kiêu ngạo, hay là cho rằng bản thân cầm được chút tiền, là có thể bước chân lên đỉnh sao?
Chuyện Dương Quan Quan được chia 1/3 gia sản của Dương gia đã được truyền ra, nên tất cả mọi người đều biết. Nhưng giá cổ phiếu của Dương gia cũng không có chịu ảnh hưởng gì quá lớn, vẫn vững vàng như cũ, chỉ là không tăng nhiều như trước thôi. Lý Tuấn Duyên cũng đã đi tới, nói với Dương Ý, Dương tiên sinh, tôi cảm thấy, người như vậy không cần thiết phải để ý đúng không? Thậm chí, có thể cho bảo vệ đuổi bọn họ ra khỏi đây, chỉ là một công ty khoa học kỹ thuật nho nhỏ, mà cũng dám tới đây làm trò. Dương Ý nhìn thoáng qua Dương Quan Quan, lại nhìn qua Tôn Dĩnh Thục, cuối cùng, mới nhìn về phía Tề Đẳng Nhân, sau đó cười nói các người không cơ hội. Nếu các người không trêu chọc đến Dương gia chúng tôi, có lẽ còn có thể được chia cho một chén canh. Tề Đẳng Nhân nói, ngại quá, tôi không tính chia một chén canh cho Dương gia. Dương Ý cười lạnh. Tề Đẳng Nhân nâng tay phải lên, hơi nắm tay, cười nói, tất cả tôi đều muốn. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc. Tất cả đều muốn. Vui đùa cái gì vậy? Dương Ý chính là bạn bè tốt của Tạ Nhĩ Bì, khi hai người còn ở nước Mỹ còn thường xuyên hợp tác với nhau. Chọc giận Dương gia, thì dù có muốn được chia cho một chén canh còn khó, sao hắn có thể dám hùng hồn nói ra câu tất cả tôi đều muốn như vậy? Là kẻ ngốc to gan, hay là đầu óc không bình thường? Dù sao, các doanh nhân tại hiện trường đều không có một người nào cảm thấy những lời này của Tề Đẳng Nhân là bình thường, chỉ đơn thuần giả bộ làm màu mà thôi. Đồ ngốc, Lý Tuấn Duyên lập tức nhếch miệng cười nhạo, dùng một loại ánh mắt miệt thị mà đánh giá Tề Đẳng Nhân. Dương Ý nói, Tề Tổng thật đúng là có khí phách, khẩu khí thật lớn. Hoặc là nói, ăn nhiều tới mức hư não rồi nên mới có thể nói như vậy đúng không? Mọi người chung quanh cũng là lập tức bật cười, tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông bên kia đã thả ra tiếng gió, lần này đối tác hợp tác lớn nhất của bọn họ, hơn phân nửa chính là Dương gia. Hắn ở trước mặt Dương Ý nói ra loại này lời nói này, quả thực là ngu xuẩn. Tề Đẳng Nhân bình tĩnh nói, đây không phải khí phách, mà là sự thật. Dương Ý khinh thường nói, phải không? Vậy để tôi nhìn thử xem, cậu làm thế nào để biến ảo tưởng trong đầu mình thành sự thật? Lý Tuấn Duyên cũng cười nhạo Tôn Dĩnh Thục, nói Tôn phu nhân hiện tại mặc dù nắm trong tay quyền lực to lớn, nhưng ở trước mặt người nước Mỹ, cô ta cũng không thể nói cái gì, dù sao cũng là thiếu căn cơ. Họ Tề, cậu cảm thấy bản thân mình ôm được đùi của cô ta, là có thể tung hoành bốn phương sao, đúng là buồn cười. Tài phiệt thượng tinh, dù sao cũng không phải nơi mà một người ngoài như cô ta làm chủ. Tôn Dĩnh Thục vẻ mặt đạm mạc, Tề Đẳng Nhân người ta đã bàn bạc qua điện thoại với Vinogradov rồi, mấy tên ngốc này đó đều không biết sao. Vinogradov mới là người phụ trách việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lần này, nếu như anh ta không muốn bán khí thiên nhiên, cho dù có tìm Tổng thống Tuyết Quốc tới chống lưng cũng không có tác dụng. Tất cả lợi ích đều thành lập dựa trên ý của Vinogradov. Đừng nói chuyện một cách chắc chắn như vậy, miễn cho lát nữa bị vả mặt, lại cảm thấy mặt mình đau. Tề Đẳng Nhân lười biếng đáp lại. Tề Tổng cũng biết là cái gì cũng không nên nói một cách chắc chắn sao. Vẻ mặt Dương Ý bình tĩnh nói. Ngay đúng lúc này, một người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh đi tới, vừa là đã biết anh ta là người nước Mỹ, theo đó còn có sự ngạo mạn đặc trưng của người Mỹ da trắng. Anh ta là em trai của Tạ Nhĩ Bì, tên là Đan Cát Lạc. Nhóm khách khứa sau khi nhìn thấy Đan Cát Lạc, đều sôi nổi tiến lên chào hỏi, một đám vẻ mặt tươi cười, hy vọng có thể thông qua anh ta, có được cơ hội tham gia, từ đó kiếm chút lợi ích phong phú. Đan Cát Lạc mặt đầy sự ngạo mạn, chỉ khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Ý. Cho đến khi nhìn thấy Dương Ý, vẻ mặt ngạo mạn của anh ta mới dần dần biến mất, nói, Dương Ý tiên sinh. Anh bạn thân mến của tôi. Dương Ý vươn tay bắt tay với Đan Cát Lạc, nói, Đan Cát Lạc, hoan nghênh cậu đến với Hoa Quốc của chúng tôi. Thượng Hải có rất nhiều nơi thú vị, đến lúc đó tôi mang cậu đi trải nghiệm. Dương Ý dù sao cũng là người lăn lộn ở Mỹ nhiều năm, cũng thúc đẩy một vài hợp tác giữa Hoa Quốc với Tập đoàn Tài chính Liên minh Phương Đông, từ Tập đoàn Tài chính Liên minh Phương Đông kiếm được không ít tiền. Cho nên, Đan Cát Lạc tất nhiên phải cho hắn ta một chút tôn trọng. Mọi người nhìn thấy Đan Cát Lạc ngạo mạn như vậy nhưng khi đối mặt với Dương Ý, vậy mà lại tôn kính như thế, bọn họ đều cảm thấy bội phục Dương Ý thêm vài phần. Dương Ý,
không hổ là người làm chủ Dương gia cũng không hổ là tam đại gia tộc đứng đầu Thượng Hải, ngay cả nhân vật trung tâm của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, cũng phải cho hắn ta mặt mũi. Tôi biết các người đều muốn tham dự vào dự án của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, muốn dựa vào nó kiếm tiền. Đan Cát Lạc vừa bắt tay với Dương Ý, vừa lớn tiếng nói với mọi người. Nhưng tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông của chúng tôi dù sao cũng là người từ ngoài đến, mà Dương gia chính là đối tác hợp tác chủ yếu của chúng tôi. Cho nên, nếu các người muốn tham dự, thì hãy cố gắng đưa ra thành ý và năng lực của mình với Dương tiên sinh đi. Mọi người vừa nghe thế, tức khắc tỉnh táo tinh thần lại, một đám dùng ánh mắt tràn ngập lửa nóng nhìn về phía Dương Ý, phảng phất như hắn ta vừa lắc mình đã biến hóa thành một mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ. Dương Ý sau khi nghe được lời này của Đan Cát Lạc, trên mặt cũng hiện ra ý cười, nói, Đan Cát Lạc, cậu đúng là quá cho tôi mặt mũi rồi. Dương gia chúng tôi, cũng chỉ là trợ thủ giúp tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông mà thôi, nào dám đảm đương nổi lời khen của cậu như vậy. Đan Cát Lạc vỗ bả vai Dương Ý nói, anh mang đến không ít lợi ích cho tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông chúng tôi, anh còn là bạn của tôi đương nhiên phải giúp đỡ anh rồi. Trên mặt Dương Ý lúc này đã tràn ngập kiêu ngạo và đắc ý. Mọi người lại hướng mắt về phía đám người Tề Đẳng Nhân, lập tức chuyển từ khinh thường thành thương hại. Tên ngu xuẩn này, đắc tội đối tác Dương Ý mà tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông chỉ định hợp tác, còn nghĩ cái gì mà tất cả đều muốn, vui đùa cái gì vậy? Tề Tổng đều đã nghe được chứ? Dương Ý quay đầu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhân, nhàn nhạt hỏi. Nghe được rồi, Tề Đẳng Nhân nói. Dương tiên sinh đúng là lợi hại. Tôn Dĩnh Thục lại nhìn không được nhíu mày, chẳng lẽ chuyện Tề Đẳng Nhân thương lượng trước với Vinogradov là giả? Vì sao nhân vật trung tâm tại tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông như Đan Cát Lạc, lại công khai ủng hộ Dương Ý ngay lúc này? Tề Đẳng Nhân và Dương Gia, chính là đối thủ một mất một còn, bởi vì hoàn cảnh Dương Quan Quan và Dương Gia đã tới giai đoạn như nước với lửa. Sắc mặt Dương Quan Quan cũng bởi vì vẻ mặt xuân phong đắc ý của Dương Ý mà có chút khó coi, cô ta từ tận đáy lòng căm ghét những kẻ tiểu nhân của Dương gia. Lý Tuấn Duyên hài hước mà nhìn Tôn Dĩnh Thục và Tề Đẳng Nhân, nói các người hiện tại nếu như quỳ xuống kêu tôi một tiếng ông nội, nói không chừng tôi còn có thể ra mặt, để Dương tiên sinh thưởng các người một ngụm canh mà húp. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, Lý Tuấn Duyên, cậu đừng có mà quá đáng. Lý Tuấn Duyên nói, chỉ cái này đã cảm thấy quá đáng. Tôi nói cho cô biết, Tôn Dĩnh Thục, chờ đến sau khi chuyện lần này chấm dứt, tôi sẽ khiến cho cô hai bàn tay trắng, đến lúc đó, lại chậm rãi chơi chết cô. Người chồng chết đi của cô lúc cưới cô đã quá già rồi, chỉ sợ rất khó thỏa mãn cô đúng chứ? Không sao cả, tôi tuổi trẻ cường tráng, đảm bảo sẽ làm cô sung sướng. Cậu ta dùng tiếng Triều Tiên để nói những lời này. Mà người ở hiện trường có thể nghe hiểu ngôn ngữ này cũng không nhiều. Tôn Dĩnh Thục cũng vì những lời vũ nhục thấp kém này của Lý Tuấn Duyên làm cho ghê tởm, sắc mặt đỏ lên một chút, sau đó lại xanh mét, sắc mặt thay đổi như đang chơi ảo thuật. Người đầu tiên mà tôi muốn từ chối hợp tác, đó là tập đoàn Goku. Hiện tại, xin mời người của tập đoàn Goku rời khỏi đây. Dương Ý lạnh nhạt nói. Dương Ý vừa nói xong. Làm mọi người lập tức dùng ánh mắt hài hước mà nhìn về phía đám người Tề Đẳng Nhân. Đan Cát Lạc cũng dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn lại đây, lạnh lùng nói, Dương tiên sinh nói, các người nghe không hiểu sao. Tề Đẳng Nhân cười với Dương Quan Quan và Tôn Dĩnh Thục, nói, chúng ta đi thôi, người ta không chào đón chúng ta đâu. Dương Quan Quan nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Tôn Dĩnh Thục có chút lo lắng. Nhưng nhìn thấy Tề Đẳng Nhân thật sự xoay người rời đi, cũng chỉ có thể đi theo. Cô ta mang theo lửa giận trong người, rất muốn trực tiếp chất vấn Tề Đẳng Nhân làm ăn kiểu gì vậy. Nếu cô ta bại bởi Lý Tuấn Duyên trong trận đấu lần này, sẽ mang đến cho cô ta không ít phiền toái, việc này, liên quan đến lợi ích của cô ta ở Hoa Quốc. Một khi thất bại, vậy thì tất cả nỗ lực tại Hoa Quốc trước đó, toàn bộ đều phải chắp tay nhường cho Lý Tuấn Duyên. Mất đi thị trường Hoa Quốc lớn như vậy, địa vị tại tập đoàn Thượng Tinh của cô ta, tất nhiên cũng sẽ bị dao động rất lớn. Tề Đẳng Nhân ném ra một câu nói hùng hồn tôi tất cả đều muốn, kết quả lại bị đối thủ một mất một còn Dương Ý đuổi đến mặt mày xám xịt rời đi, điều này làm cho người khác đều cảm thấy buồn cười.
Cái loại ngu xuẩn này, mà cũng muốn làm lay động địa vị của Dương gia trong tam đại gia tộc, đúng là quá ngu xuẩn. Nói chuyện cũng phải mang theo đầu óc chứ, cũng không nhìn xem người mà mình đắc tội là người nào, không biết địa vị của Dương Ý tiên sinh ở tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông như thế nào sao? Sau khi Dương Ý đuổi Tề Đẳng Nhân đi, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng hắn ta cười lạnh, khiến cậu mất đi mặt mũi, chỉ mới là đòn nhẹ. Chờ đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thứ mà cậu phải chịu. Đan Cát Lạc vỗ vai Dương Ý, nói, mặc kệ làm cái gì, tôi đều sẽ ủng hộ cậu là bạn tốt của tôi. Dương Ý cảm kích nói, cảm ơn. Trong mắt Đan Cát Lạc hiện lên một chút thần sắc tinh danh, anh ta là em trai của Tạ Nhĩ Mì, là nhân vật trung tâm quan trọng nhất của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, không phải là một tên ngu xuẩn không có não. Anh em, nghĩa khí, bạn bè, mấy thứ linh tinh này ở trước mặt tư bản, không đáng một đồng. Mới vừa ra khỏi biệt thự, Tôn Dĩnh Thục đã nhịn không được nổi trận lôi đình với Tề Đẳng Nhân. Họ Tề, anh làm cái gì vậy? Không phải đã thương lượng trước với Vinogradov rồi sao? Người của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông, sao lại có thái độ này? Tôn Dĩnh Thục nổi trận lôi đình mà nói. Tôn phu nhân, cô đừng có gấp. Tề Đẳng Nhân lại nhàn nhạt cười nói. Tôn Dĩnh Thục đen mặt nói, tôi có thể không nóng nảy sao? Việc này liên quan đến địa vị của tôi ở Thượng Tinh, nếu tôi bại bởi Lý Tuấn Duyên, vậy sẽ phải nhường ra những gì tôi đã khai thác và sở hữu được tại thị trường Hoa Quốc. Tề Đẳng Nhân buông tay, nói cô có thể nắm được thị trường hay không, thì có quan hệ gì với tôi? Tôn Dĩnh Thục suýt nữa tức chết. Dương Quan Quan chọc chọc eo Tề Đẳng Nhân, nói, đừng chọc tức Tôn phu nhân như vậy, nếu không anh biết tay tôi. Tôn Dĩnh Thục giúp cô ta một đại ân, cô ta được Dương gia chia cho gia sản lên tới chục tỷ, cô ta đương nhiên cực kỳ cảm kích Tôn Dĩnh Thục. Cô hướng khuỷu tay ra ngoài đúng không? Một tay Tề Đẳng Nhân trực tiếp tóm lấy cổ Dương Quan Quan, kẹp đầu cô ta trong khuỷu tay, hung tợn hỏi. Chưa đợi Dương Quan Quan đánh trả lại, Tề Đẳng Nhân lập tức buông lỏng tay. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục âm trầm, nhìn Tề Đẳng Nhân, nói anh rốt cuộc là có ý gì, tính toán như thế nào? Chơi tôi như vậy, anh cảm thấy rất vui phải không? Tề Đẳng Nhân nói, cô cứ an tâm, tôi cam đoan với cô, Lý Tuấn Duyên khẳng định sẽ không thắng được. Vừa rồi Đan Cát Lạc nói, anh không nghe rõ sao? Vẻ mặt của Dương Ý như thế nào, anh cũng nhìn thấy hết mà. Anh hiện tại còn cảm thấy, tôi sẽ tin tưởng anh sao? Tôn Dĩnh Thục tức giận đến dậm chân. Dương Quan Quan cũng nhíu mày nói, không thể để Dương gia tham dự vào dự án này, lợi nhuận quá cao, hơn nữa, một khi thành công, lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên. Tôi muốn đánh bại Dương gia, đợi đến khi tôi tự mình lập nghiệp, cơ hội cũng chỉ bằng không. Dương gia là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc tại Thượng Hải, tài phú hùng hậu, thế lực to lớn, gần đây giá cổ phiếu càng ngày càng tăng cao. Nếu để cho bọn họ tham dự vào dự án này, bắt được thời cơ, vậy tất nhiên sẽ một bước lên trời, thế cục tại Thượng Hải cũng sẽ không còn tồn tại cái gì gọi là tam đại gia tộc thế chân như vạc nữa, mà sẽ trở thành một siêu gia tộc. Tôn Dĩnh Thục nổi giận đùng đùng đi vào xe mình, một chân đạp xuống chân ga, trực tiếp rời đi. Lần này cô ta thực sự rất tức giận. À, người phụ nữ này tính tình thật lớn, Tề Đẳng Nhân cười khổ nói. Còn không phải bởi vì anh sao? Lúc trước đã thề son sắt nói là đã thương lượng trước với Vinogradov rồi, kết quả rời lại như vậy. Cả tôi cũng rất thất vọng, đừng nói là cô ấy. Dương Quan Quan đen mặt nói. Tôi xác thật là đã thương lượng trước rồi, nhưng, tôi đã dùng một cái ân tình lớn như vậy, mà chỉ đơn giản để đánh vào mặt Dương gia và cái tên cây gậy nhỏ Lý Tuấn Duyên kia một chút như vậy thôi sao? Tề Đẳng Nhân lại hỏi. Dương Quan Quan sửng sốt. Tề Đẳng Nhân đắc ý nói, cô có hiểu đạo lý đối nhân xử thế hay không vậy, có hiểu như thế nào là làm ăn buôn bán không, thư ký Dương của tôi. Dương Quan Quan nhíu mày nói, anh rốt cuộc tính toán như thế nào. Tề Đẳng Nhân nói, phải có người đứng ra xử lý Dương gia, nhưng căn cơ của Dương gia rất mạnh, đánh bừa với bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ có chút tổn thất. Cho nên, chúng ta phải tìm cho Dương gia một đối thủ cực kỳ lợi hại đánh cho bọn họ không dám phản kháng. Tề Đẳng Nhân nói, nhiều ít làm Dương Quan Quan cảm thấy có chút mơ màng. Tìm một đối thủ lợi hại đến mức Dương gia không dám phản kháng.
phóng mắt nhìn ra toàn bộ Thượng Hải, làm gì có người nào như vậy? Tôi hỏi cô, nếu như chuyện ống dẫn khí thiên nhiên xuyên quốc gia bị người khác phá cho thất bại, ai là người tức giận nhất? Tề Đẳng Nhân hỏi. Chắc chắn là mấy ông lớn ở thủ đô, khó khăn lắm mới bàn xong điều kiện với Tuyết Quốc, hơn nữa còn có thể lấy được khí thiên nhiên giá rẻ, vừa lợi quốc vừa lợi dân, vậy mà chớp mắt đã lập tức thất bại. Đang lúc nói đến một nửa, Dương Quan Quan lập tức tỉnh lại, bỗng nhiên vỗ tay, nói tôi biết rồi, anh đây là cố ý để Dương gia đá Goku ra khỏi cục diện này, sau đó cho Vinogradov cơ hội tức giận. Tề Đẳng Nhân gật đầu, nói cô cuối cùng cũng hiểu. Hơn nữa, cô thật sự cho là người của tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông toàn là những tên phú nhị đại ngu ngốc sao? Người ta trước đó, chính là tập đoàn tài chính đã nâng đỡ một tổng thống lên cầm quyền. Không có chút đầu óc, sao có thể ngồi trên địa vị cao như vậy? Dương Quan Quan như suy tư gì đó, nói cho nên nói, hôm nay Tạ Nhĩ Bỉ không ra mặt, mà để em trai anh ta Đan Cát Lạc ra mặt. Cứ như vậy, mọi chuyện có bị bóc ra, Tạ Nhĩ Bỉ lập tức có thể giết người đứng sau, hơn nữa còn không phí chút mặt mũi nào. Nói đến chỗ này, Dương Quan Quan lập tức lau mắt mà nhìn lên Tề Đẳng Nhân, nói thật không nghĩ tới, anh có thể nghĩ xa như vậy. Trên mặt Tề Đẳng Nhân tràn đầy sự khoe khoang. Dương Quan Quan nói, đây không phải là đoàn đội của Vinogradov làm quân sư cho anh chứ. Người như Vinogradov, dưới trướng luôn phải có một đoàn đội khổng lồ, bao gồm cả một tổ chức tư vấn chuyên giúp anh ta phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất, bên trong toàn bộ đều là những người có bộ não quái vật, đặt lên bàn cân cũng hoàn toàn không hề kém cạnh Irina Zinva. Giống như Cổ Tân Tư Cơ đã từng nói qua, ông có một nhóm các nhà kinh tế vi mô, nhà khoa học chính trị và các tổ chức tư vấn khác dưới quyền để lập kế hoạch cho ông. Theo ý của cô là đầu óc tôi không tốt sao? Tề Đẳng Nhân hỏi. Trong đầu anh chỉ có quần tất đen và chân mà thôi. Dương Quan Quan ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, hôm nay chân của Tôn Phu Nhân đẹp chứ? Dương Quan Quan tiếp tục cười lạnh nói, lúc trước còn chưa đắc thủ, anh cả ngày đều tìm mọi cách để đùa giỡn tôi. Hiện tại đến tay rồi, còn ở trước mặt tôi ngắm chân của người khác. Tề Đẳng Nhân điên cuồng trợn trắng mắt, người phụ nữ này đúng là giống loài kỳ quái, bỗng nhiên có thể chuyển rời đề tài này sang chuyện khác. Chẳng qua, chân của Tôn Dĩnh Thục xác thật rất đẹp, hơn nữa, còn rất thơm. Cô nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, tự nhiên đề cập tới đùi làm cái gì. Tề Đẳng Nhân bất đắc dĩ buông tay. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt ngạo kiều. Nói đi cũng phải nói lại, chiêu thức ấy của Tề Đẳng Nhân đúng thật là rất âm hiểm, không hổ là hắn. Dương Ý chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tập đoàn tài chính Liên minh Phương Đông đằng trước mở miệng gọi hắn ta là bạn, nhưng sau lưng lại lập tức phản bội hắn ta. Cũng phải, địa vị của Dương Ý là cái gì, địa vị của Vinogradov người ta là cái gì? Chỉ cần có thể mang đến lợi ích, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hơn nữa. Cái công trình này có thể làm xong hay không, còn phải dựa vào sắc mặt của Vinogradov không phải sao? Ở trong mắt những nhà tư bản này, bạn bè, đó chính là một đối tượng tùy tiện dùng để bán đứng mà thôi. Đi thôi, trở về. Chuyện hôm nay, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều lời chào phúng, chúng ta cứ bình tĩnh mà nhìn, chờ đợi mọi chuyện lên men là tốt rồi. Tề Đẳng Nhân nhàn nhạt nói. Anh vẫn nên đi tìm Tôn Phu Nhân nói rõ đi. Cô ấy rất để bụng đối với chuyện này. Dương Quan Quan lại nói. Tề Đẳng Nhân bất đắc dĩ, nói, được, coi như tôi sợ cô, để tôi đi tìm cô ấy nói rõ chuyện này. Tôi lần này cũng tính chọc tức cô ấy, mà là chính cô ấy không thèm nghe tôi nói chuyện. Tôn Dĩnh Thục mang theo oán khí đầy mình và lửa giận mà về tới nhà. Cô ta cảm thấy bản thân bị Tề Đẳng Nhân chơi một cú, thằng nhãi này căn bản không xuất lực. Nếu Vinogradov đã lên tiếng, thì mọi chuyện sao có thể phát triển thành thế này được? Lần này thất thủ, Lý Tuấn Duyên sẽ chứng minh lực ảnh hưởng của cậu ta ở Hoa Quốc với tập đoàn Thượng Tinh, do đó dẫn tới thái độ của cao tầng cũng phát sinh chuyển biến. Mất đi quyền khống chế thị trường Hoa Quốc, địa vị mà cô ta vốn dĩ đã cố gắng không ngừng để đoạt được ở Thôi Gia, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ với Dương Gia mà nói, hôm nay là một ngày cực kỳ phấn khởi. Nhưng với Tôn Dĩnh Thục chắc chắn là một ngày vô cùng đau khổ. Cô ta sắp phải đối mặt với tình huống rất khó khăn,
quyền kiểm soát thị trường Trung Quốc có thể sẽ rơi vào tay Lý Tuấn Nghiên, lúc đó, Thôi Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà ra tay với cô ta. Ngồi trên sofa, cô ta dần cảm thấy mơ hồ. Cô ta thực sự không hiểu tại sao bản thân mình phải tranh đoạt quyền lực và tài sản vốn không thuộc về mình để rồi tự làm tổn thương bản thân, thậm chí đến bây giờ không còn một người bạn đáng tin cậy nào bên cạnh. Đúng rồi, bạn Tôn Dĩnh Thục chợt nhớ ra gì đó, chuẩn bị gọi điện cho ai thì người mà cô ta vừa nghĩ đến đã bước vào nhà. Người đến cũng không phải Tề Đẳng Nhân, mà chính là người bạn đã cùng cô ta bày mưu tính kế suốt thời gian qua, Thục Tú. Thấy người tới là Thục Tú, Tôn Dĩnh Thủ thở phào, nói Thục Tú, tôi bị tên họ Tề kia lừa rồi, tôi nghĩ đã anh ta đã cấu kết với ai đó rồi, tôi phải làm sao đây? Từ Thục Tú cũng là một người phụ nữ tuổi xấp xỉ với Tôn Dĩnh Thục, lắc đầu nói, tình hình hiện tại với cậu mà nói, không ổn lắm. Tôn Dĩnh Thục đương nhiên biết tình hình hiện tại không ổn chút nào, Thôi Gia còn đang nhăm nhe, quyền nắm giữ thị trường Hoa Quốc cũng sắp mất đến nơi. Chỉ có thị trường Nam Dương của Trần Gia thì căn bản không thể duy trì được quyền lực của cô ta. Huống hồ, tập đoàn Trần Gia ở Hoa Quốc vừa bị lật tẩy vụ bê bối lớn như vậy, ngay cả chính bọn họ cũng đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Mấy người đó, không tin tưởng được mà, tôi uổng công còn coi mấy người đó là bạn. Tôn Dĩnh Thục thở dài. Cô là quá phụ, còn có quyền lực lẫn tài chính, mấy người đàn ông đó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô thôi, làm gì có chuyện coi cô là bạn. Từ Thục Tú lắc đầu nói. Tôn Dĩnh Thục nhíu mày, hiện tại tôi không biết gì hết, không biết nên làm gì bây giờ, cô có cách nào không? Từ Thục Tú nói, tôi đến đây chủ yếu là để giúp cô bày mưu tính kế đây. Tôn Dĩnh Thục gật đầu nói, cô nói đi, tôi nên làm gì? Từ Thục Tú cười nói, thực ra, cũng không khó lắm. Tôn Dĩnh Thục nói, cô nói cho rõ đi. Lý Tuấn Nghiên muốn tranh giành quyền nắm giữ thị trường Hoa Quốc với cô, còn Thôi Gia muốn hạ bệ cô, vậy sao cô không lấy Lý Tuấn Nghiên làm chồng luôn đi? Chẳng phải, hai bên cùng hợp tác, Thôi Gia không làm gì được, cô cũng giữ lại được quyền lực và tài sản như bây giờ. Từ Thục Tú đưa ra một giải pháp khiến Tôn Dĩnh Thục không cách nào chấp nhận được. Nghe đến đây, mặt Tôn Dĩnh Thục tái nhợt, cô ta nói, Thục Tú, cô có ý gì? Cô biết rõ Lý Tuấn Nghiên là người như thế nào mà, cô muốn đẩy tôi vào hố lửa sao? Từ Thục Tú nói, cô chỉ cần quan tâm đến vị trí và quyền lực của anh ta là được, không cần bận tâm là ai, chỉ cần cậu kết hôn với anh ta có thể giúp cậu, Lý Gia cũng sẽ không để Thôi Gia gây phiền phức cho cô. Thôi Gia sẽ trực tiếp phá sản theo bước tiến nhảy vọt này của cậu. Cô làm quá phụ nhiều năm như vậy, đã trả đủ cho Thôi Gia rồi. Tôn Dĩnh Thục lắc đầu nói, không được, tôi không phải loại người có thể bất chấp tất cả để có được những thứ này, tôi không muốn để bản thân rơi vào bước đường cùng như vậy. Từ Thục Tú cười khẩy nói, Dĩnh Thục, cô còn ngây thơ như vậy làm gì? Mất đi quyền lực, cô là cái thá gì, không là gì cả. Hơn nữa nhiều người đi theo cô như vậy, cô muốn để bọn họ thất vọng sao? Thái độ của Tôn Dĩnh Thục vẫn như cũ, lạnh lùng nói, Thục Tú, rốt cuộc cô có còn coi tôi là bạn không? Vì để tôi kết hôn với Lý Tuấn Nghiên mà ngay cả lời như vậy cô cũng nói được. Khuôn mặt Từ Thục Tú trở nên u ám, cắn răng nói, Tôn Dĩnh Thục, nếu cô không kết hôn với anh ta, tất cả mọi thứ hiện giờ cô có sẽ bị cướp đi. Cô mất đi quyền thế, vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi sẽ không còn gì nữa. Nói đến đây, tâm trạng cô ta trở nên kích động tới mức khua tay múa chân, cảm xúc không ổn. Tôn Dĩnh Thục sợ hãi, vô thức lùi về phía sau, đè lên ghế sofa. Cô có biết mình ngây thơ và ngu xuẩn đến mức nào không? Liên hôn, ở thời cổ đại chỉ là chuyện thường tình, huống chi, việc này chỉ có lợi chứ không có hại với cô. Từ Thục Tú từng bước ép sát nói. Không được. Tuyệt đối không thể, tôi sẽ không đồng ý. Tôn Dĩnh Thục đập bàn, trực tiếp đứng dậy, thể hiện uy quyền của mình. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến Từ Thục Tú sợ hãi. Chỉ thấy Từ Thục Tú cười lạnh nói, cô nghĩ rằng chúng tôi theo cô vì cái gì ngoài quyền lực và tiền bạc. Nếu cô phá sản, chúng tôi sẽ không còn gì nữa. Kế hoạch để cô kết hôn với Lý Tuấn Nghiên là kế hoạch được chúng tôi thỏa thuận từ trước khi hai người tranh chấp rồi. Một khi cô thất bại, chúng tôi sẽ sử dụng nó. Sau cùng, dù có phá sản thì tài sản cá nhân của cô cũng là không giới hạn.
còn chúng tôi sẽ không có gì. Mặt Tôn Dĩnh Thục trắng bệch, kinh ngạc nói các người. Từ Thục Tú nói, đúng, là tôi, Lý Hạo Thần, Hàn Tuấn Sơn, Phác Đông Mẫn và Kim Mẫn Y, đều là bọn tôi tự thương lượng với nhau. Nghe những cái tên cô ta nói ra, trong lòng Tôn Dĩnh Thục chỉ còn kinh ngạc xen lẫn đau khổ. Những cái tên Từ Thục Tú nói ra đều là những người dưới trướng cô ta luôn tin tưởng bọn cọ thật sự trung thành và lo lắng cho mình. Nhưng họ lại thương lượng với Từ Thục Tú từ trước, để cô ta kết hôn với Lý Tuấn Nghiên, nhằm bảo vệ vị trí của cô ta. Hoặc nói theo cách khác là bảo vệ vị trí và lợi ích của họ. Tôn Anh Thúc cảm thấy thế giới của mình trở nên tối tăm trong một khoảnh khắc, người mà cô ta từng coi là bạn thân duy nhất, lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cô ta đã nghĩ rằng sẽ cố gắng làm việc cho bản thân, cùng với những người bạn đồng hành và làm việc để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả đều đã phản bội cô ta. Cô ta không nhịn được mà nhớ lại trong suốt 30 năm qua, cuối cùng cô ta đã nhận được gì. Vô số tiền bạc, quyền lực khiến người ta kính sợ, cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhìn lại bây giờ, cô ta không còn gì cả. Giống như những gì Tề Đảng Nhân chế giễu, cô ta không có nổi một người bạn nào. Bây giờ, cô ta thậm chí cảm thấy rằng, có một người luôn khiến cô tức giận như Tề Đảng Nhân cũng tốt, ít nhất, hắn khiến cô cảm thấy mình còn sống. Vì vậy, dù cô có đồng ý hay không, cũng phải đồng ý. Đừng ép tôi phải ra tay, để người ta trói cô rồi đưa đến gặp Lý Tuấn Nghiên, sẽ chỉ khiến mọi người mất mặt thêm thôi. Từ Thục Tú nhìn Tôn Dĩnh Thục với ánh mắt lạnh lùng, nói ra những lời tàn nhẫn và đau lòng nhất. Tôn Dĩnh Thục không nhịn được cười nói, Thục Tú, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, chúng ta đã quen biết nhau từ thời trung học. Nhưng bây giờ, cô đã trở thành một người mà tôi không thể nhận ra. Từ Thục Tú cười mỉa mai nói, thứ tôi cần là tiền bạc, địa vị những thứ tôi đang có bây giờ. Tôi không thể xuống nước với cô được. Bạn bè, đó là cái thá gì? Đứng trước vật chất mà người thường không chạm nổi, cũng chỉ là cục xít mà thôi. Chúng ta chưa bao giờ là bạn bè cả, chỉ lợi dụng nhau thôi, cô sử dụng trí tuệ của tôi lợi dụng vị trí mà cô mang lại. Trung Quốc có câu tục ngữ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Con người không phải máy móc, là sinh vật có tình cảm. Phản bội, là sự đả kích lớn nhất và tổn thương nhất đối với một người. Mà phản bội được xây dựng trên sự tin tưởng, vậy thì đau càng thêm đau. Người không vì mình, trời tru đất diệt, tám chữ này, cô đừng xuyên tạc ý nghĩa của nó. Ngay lúc này, Tề Đảng Nhân khoan thai tới muộn, vừa đi vào phòng. Vừa nhàn nhạt nói. Câu nói này là dùng cho những người không cố gắng rèn luyện bản thân, sớm hay muộn gì trời đất cũng không dung nổi. Chứ không phải giống như cô, vì để giành lấy lợi của mình, mà cái gì cũng có thể bán đứng. Tề Đảng Nhân chạy vào trong phòng, cứ như vậy nhìn Từ Thục Tú bằng ánh mắt khinh thường. Hắn thật sự rất khinh thường những người này. Bởi vì, ở trong mắt hắn, hai chữ bạn bè, cực kỳ quý giá và quan trọng. Trong cuộc sống không có bạn bè thì biết chia sẻ hạnh phúc với ai? Nếu trong cuộc sống không có bạn bè thì ai sẽ là người chia sẻ nỗi đau? Nếu không có bạn bè thì những niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời này, những cuộc chia ly vô thường, dường như cũng trở nên không còn ý nghĩa. Trên đời này còn có điều gì ấm áp hơn tình bạn? Rượu ngon đã hiếm, bạn bè lại càng hiếm hơn. Tề Đảng Nhân thích Lục Tiểu Phụng tinh quái. Thích sự lạnh lùng như băng xương của Tây Môn Suy Tuyết, cũng thích sự hào khí của Kiều Phong và sự ngốc nghếch của Hư Trúc, hắn không cho rằng những tình bạn đó đều là giả. Bởi vì, hắn kết bạn với rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy Tề Đảng Nhân, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ, có chút phức tạp, còn hơi thở dài một chút. Từ Thục Tú nghe được câu nói của Tề Đảng Nhân, thì nhịn không được mà cười ha ha, nói anh chính là Tề Đảng Nhân đúng không? Anh cứ mở miệng ra là lại tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại luôn quan tâm đến danh lợi cuộc sống, cô ấy bị buộc đến này nước này, còn không phải bởi vì anh sao? Tôn Dĩnh Thục vẫn bảo trì sự im lặng, hành động hôm nay của Tề Đảng Nhân, xác thực làm trong lòng cô ta có chút lạnh lẽo. Nhưng tất cả những gì Từ Thục Tú, khiến cô ta tan nát cõi lòng. Cô ấy chỉ là hiểu lầm tôi, hoặc là nói, cô ấy còn chưa có xem tôi là bạn bè chân chính. Cho nên mới có hiểu lầm như vậy.
Tề Đẳng Nhân mỉm cười, nói. Tôi đương nhiên sẽ không phản bội bạn bè của tôi, bất luận là đối phương có cho tôi bao nhiêu lợi ích, tôi cũng sẽ trả lại cho người đó năm chữ cút con mẹ mày đi. Nói như anh, hiện tại tôi cũng muốn nói với anh năm chữ này. Hắn nhìn Từ Thục Tú, sau đó nghiêm túc mà nói, tôi khinh thường ở chung một phòng với người như thế này. Từ Thục Tú lạnh lùng nói, họ Tề, đây là chuyện của tài phiệt thượng tinh, không liên quan gì tới người ngoài như anh. Anh muốn nhúng tay vào thì Tôn Dĩnh Thục cuối cùng cũng chỉ càng chết thảm hại hơn mà thôi. Tề Đẳng Nhân bình tĩnh nói, cút đi, tôi còn có thể tha cho cô một cái mạng chó. Khi nói chuyện, hắn duỗi tay chỉ ra ngoài cửa. Từ Thục Tú nhìn về phía Tôn Dĩnh Thục, trầm giọng nói, Tôn Dĩnh Thục, cô phải nghiêm túc suy xét cho kỹ, cô khó khăn lắm mới có được tất cả mọi thứ, chẳng lẽ cô bằng lòng để tất cả mọi thứ thất bại trong gang tấc sao? Tôi sở dĩ lựa chọn liên hợp với bọn họ như vậy, còn không đều là vì muốn tốt cho cô sao? Tôn Dĩnh Thục lắc đầu, nhắm mắt lại, căn bản không thèm nhìn Từ Thục Tú. Từ Thục Tú nắm chặt tay, tức giận nói, tốt lắm, cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, cũng đừng trách tôi độc ác. Cô độc ác, để tôi nhìn xem, cô có bao nhiêu lợi hại. Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Ngọc Tiểu Long chậm rãi từ ngoài phòng đi vô. Sau khi Từ Thục Tú nhìn thấy Ngọc Tiểu Long, đồng tử cô ta bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nói, trung tướng Ngọc Tiểu Long. Tôn Dĩnh Thục mở mắt tới, cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long lại nhàn nhạt nói, hắn coi cô là bạn, nên bảo tôi tới giúp đỡ, và tôi đồng ý. Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này, trong lòng chỉ còn cảm động và hâm mộ. Ở Hoa Quốc, nếu có ai dám dùng vũ lực tổn thương đến Tôn Dĩnh Thục phu nhân, tôi sẽ kiên quyết thi hành theo luật bảo vệ của quốc gia tôi. Ngọc Tiểu Long nhìn Từ Thục Tú, chậm rãi nói. Ngón tay Từ Thục Tú lập tức run lên, xem ra không thể dùng biện pháp mạnh để giải quyết việc này rồi. Cô ta lắc đầu, nói với Tôn Dĩnh Thục, cô làm tôi quá thất vọng, muốn làm nên chuyện lớn, thì không thể để ý những tiểu tiết như vậy, cô ngay cả điều này cũng không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy thất bại mà thôi. Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên nở nụ cười, nói tất cả quyền hành mà tôi có được tại tài phiệt thượng tinh lần này có lẽ sẽ mất đi vì thất bại, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không nhận được, ít nhất, tôi còn có những người bạn chân thành ở đây. Những lời này chọc cho sắc mặt Từ Thục Tú trắng bệch. Cuối cùng, cô ta vẫn hừ lạnh nói, ấu trĩ. Cút đi, Tề Đẳng Nhân không kiên nhẫn mà phất tay, nếu không phải tôi không thích đánh phụ nữ, nếu không, tôi dù thế nào cũng phải đánh cô bỏ ra ngoài. Từ Thục Tú cắn chặt răng, quay đầu rời đi. Nếu Tôn Dĩnh Thục mất đi địa vị hiện tại của cô ta, như vậy, số người của bọn họ sẽ không còn như trước. Tuy nói là vì muốn tốt cho Tôn Dĩnh Thục, nhưng trên thực tế, bọn họ chẳng qua là vì lợi ích cứ chính mình mà trói buộc Tôn Dĩnh Thục mà thôi. Loại chuyện này, còn cần phải nhờ tôi ra mặt sao? Một đầu ngón út của anh thôi cũng đủ để giải quyết rõ ràng. Ngọc Tiểu Long có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tề Đẳng Nhân, bất mãn nói. Dù sao có thân phận của cô bày ra đó, tôi sao có thể ở cùng một thế giới với cô? Tề Đẳng Nhân nói. Khóe mắt Ngọc Tiểu Long giật giật, có chút muốn đi lên bắn cho hắn hai viên đạn. Tề Đẳng Nhân thấy vẻ mặt Ngọc Tiểu Long không đúng, nhớ tới chuyện cô bất cứ lúc nào cũng có thể xách ra hai khẩu gát linh, lập tức bổ sung lời nói, thân phận và địa vị của cô đều cao hơn tôi nhiều, có cô ra mặt giải quyết chuyện này, cũng có thể khiến bọn họ kinh sợ. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, cao tầng của tài phiệt thượng tinh có thể nhìn thấy nhân mạch của Tôn phu nhân ở Hoa Quốc chúng ta, trước khi dự án ống dẫn khí thiên nhiên xuyên quốc gia hoàn toàn được chứng thực. Bọn họ sẽ không động được vào cô ấy. Ngọc Tiểu Long như nghĩ đến cái gì đó mà gật đầu, nói anh suy nghĩ rất chu toàn. Tôn Dĩnh Thục cũng sửng sốt, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhân đã nghĩ xa đến như vậy. Không còn chuyện gì để nói, vậy thì tôi đi đây. Nói cho biết, chuyện do anh gây ra, về sau đừng có kéo tôi tới chùi đít cho anh. Ngọc Tiểu Long có chút khó chịu mà nói. Ha ha, lần trước tôi giúp cô chuyện lớn như vậy. Ai là người bắt cóc bạn gái cũ của tôi chạy, bỏ lại mình tôi ở bến cảng thế? Tề Đẳng Nhân cười lạnh đáp lại. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên, nói chuyện với tên tứ chi phát triển này quá nhiều, sẽ tổn hại đến Dương Thọ. Ngọc Tiểu Long rời đi,
Chuyện này cũng coi như tạm thời đã định rõ ràng, Tôn Dĩnh Thục trong khoảng thời gian ngắn, hơn phân nửa sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôn Dĩnh Thục nhìn Tề Đẳng Nhân, chân thành nói cảm ơn. Tề Đẳng Nhân nói, không khách khí. Nhưng, tôi không tha thứ cho anh đâu. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tốc độ biến sắc còn nhanh hơn cả lật trang giấy. Trên thực tế là do cô không tin tưởng tôi, không coi tôi như bạn bè chân chính, nếu không, cô cũng sẽ không đợi tôi chưa nói xong đã quay người rời đi. Tề Đẳng Nhân hơi khó chịu mà nói. Tôn Dĩnh Thục hít một hơi thật sâu, nói chỗ này của tôi có chai rượu ngon, chúng ta vừa uống rượu, vừa ăn gì đó đi, sau đó từ từ nói được không? Tề Đẳng Nhân vừa lòng nói, cái này cũng không tệ. Tôn Dĩnh Thục lấy ra chai rượu vang đỏ mà mình trân quý nhiều năm ra chiêu đãi. Thân thể Tần Ninh lần lượt bị phá hủy, lại lần lượt được tổ chức lại. Trong suốt quá trình này, cảm giác sảng khoái ập đến. Nhưng người còn lại thì không thoải mái như vậy. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhân giải thích xong, Tôn Dĩnh Thục lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác bản thân đã lo lắng một hồi. Cô ta cảm thấy bản thân như đã nhận được đến cái gì đó, nhưng lại giống như đang mất đi cái gì đó. Buồn bã mất mát. Anh nên nói cho tôi sớm một chút. Tôn Dĩnh Thục có chút u oán mà nói, tôi hiểu lầm anh, sợ anh và người của Thôi Gia đã cùng nhau đạt thành hiệp nghị gì đó, cùng nhau hố bẫy tôi. Cho nên nói, trong đầu của cô suy nghĩ quá nhiều. Tề Đẳng Nhân nói. Ngọc Tiểu Long ít khi nói cười, nên Tề Đẳng Nhân rất thích chọc cười cô. Còn trong đầu của Tôn Dĩnh Thục toàn là âm mưu tính kế, cho nên Tề Đẳng Nhân thích chọc tức cô ta, thích xem cô ta tính kế thất bại, thẹn quá thành giận. Tôn Dĩnh Thục ngã người ra sau, đá dép lê trên chân mình xuống, nhấc hai chân lên, thở dài nói, tôi vừa đã thật sự cho rằng bản thân đã mất hết tất cả, tôi khi đó nhìn không được mà nghĩ, cả đời này của tôi rốt cuộc đã theo đuổi cái gì. Tề Đẳng Nhân nhún vai, nói, này chỉ có chính cô mới biết được. Tôn Dĩnh Thục vì muốn trở thành người đứng đầu tài phiệt thượng tinh, mà mất đi quá nhiều thứ, thân tình thì không nói, cô ta và Thôi Gia tựa như địch thủ không chết không xong. Bạn bè thì sao, những người bạn ngày xưa của cô ta, bởi vì cô ta quyền cao chức trọng, mà vâng vâng dạ dạ với cô ta, những lúc tìm tới cô ta lấy cớ là ôn chuyện, nhưng hơn phân nửa là có chuyện để nhờ vả cô ta. Thậm chí, ngay cả Từ Thục Tú mà cô ta vẫn luôn tin tưởng, cũng tính kế cô ta. Kỳ thật, không phải Từ Thục Tú không coi cô là bạn, mà là bởi vì cô ta đã sớm bị quyền tài mê hoặc, ở trong mắt cô ta, những thứ đó mới là quan trọng nhất. Tề Đẳng Nhân nói. Tại sao lại như vậy, Tôn Dĩnh Thục cười khổ, trong lòng vẫn cực kỳ khổ sở. Tề Đẳng Nhân như suy tư gì nói, tôi nói rồi, con người là phải có tín ngưỡng, như vậy mới có thể hiểu được kính sợ. Người có tín ngưỡng, sẽ không đi tín ngưỡng tiền tài, sùng bái quyền lực, mới có thể không mất phương hướng giữa một xã hội coi trọng vật chất này. Tôn Dĩnh Thục ngẩng đầu hỏi hắn, tín ngưỡng của anh là gì? Tề Đẳng Nhân không có trả lời cụ thể, chỉ nói, Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, cách trên đầu ba thước có thần minh. Bởi vì tin là có thần tồn tại, mới có thể hiểu được kính sợ, mới có thể quản lý được chính mình. Tôn Dĩnh Thục lại không nói gì. Rất nhiều người đề cập đến tín ngưỡng thì lập tức cảm thấy mê tín dị đoan, thậm chí trào phúng, nhưng tôi cảm thấy mấy người đó mới là đáng xấu hổ không biết gì. Tín ngưỡng, ngược lại là một ánh đèn sáng, chỉ dẫn cô nên đi về hướng nào. Tề Đẳng Nhân nói. Tôn Dĩnh Thục khẽ thở dài một cái, hỏi cô ấy biến thành như vậy, là do tôi sao? Nếu lúc trước không phải tôi tới tìm cô ấy bày mưu tính kế cho tôi, có lẽ cô ấy sẽ không thay đổi thành như vậy. Tề Đẳng Nhân buông tay, nói con đường chúng ta đi là tự mình chọn lấy, đi như thế nào, không thể trách được người khác. Trong lúc nói chuyện chi gian, Tề Đẳng Nhân nhìn ra mấy đen giữa không trung, có lập lòe tia sét. À, trời sắp mưa rồi, tôi phải đi đây. Chuyện này, anh không cần lo lắng, chuyện của Dương gia nếu không thành, mục đích của Lý Tuấn Duyên đương nhiên sẽ càng không thực hiện được. Địa vị của cô ở Thượng Tinh, sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên càng thêm củng cố. Tề Đẳng Nhân đứng dậy, chuẩn bị đi. Tôn Dĩnh Thục đột nhiên hỏi, nếu tôi không phải người đứng đầu tài phiệt Thượng Tinh, không thể tùy thời lấy ra 100 triệu cho anh sẽ còn coi tôi là bạn chứ? Tề Đẳng Nhân nói, người như cô tính toán quá nhiều,
nhưng tôi vẫn sẽ coi cô là bạn. Bởi vì, cô đã cứu tôi từ trong tay Triệu Hồng Tụ, đã cứu tôi một cái mạng. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhân cười cười, phất tay tạm biệt. Tôn Dĩnh Thục đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chờ đến khi Tề Đẳng Nhân rời khỏi tầm 2 phút, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cơn mưa to tầm tã, phảng phất như ông trời đang đổ nước tắm, mưa nặng hạt đến nực cười. Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên hồi thần lại, cầm lấy chiếc ô ở trên giá được tặng lúc mua Rolls-Royce, kéo ô ra che mưa, xỏ dép lê đuổi theo. Cô ta vừa đuổi theo, sau đó lập tức bật cười. Bởi vì, khoảnh khắc lúc cô ta cầm ô lao ra, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nào khác, chỉ nghĩ rằng Tề Đẳng Nhân có lẽ sẽ bị mắc mưa. Trước kia bất luận làm chuyện gì, cô ta đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ, rằng điều này có lợi với mình hay không, bản thân có thể lấy được lợi ích gì từ việc này, hoặc là sẽ mất đi cái gì. Tề Đẳng Nhân nói được không sai, cô ta tính kế quá nhiều. Cô ta chạy nhanh trong mưa, thậm chí không màng đến chuyện nước mưa làm ướt đồ của cô ta. Sau đó, cô ta nhìn thấy được Tề Đẳng Nhân đang mặt ủ mày ê ngồi xổm dưới một cái cây to tránh mưa, mà điều làm cô ta cảm thấy kinh ngạc chính là nước mưa từ trên lá rơi xuống, vừa rơi xuống trên người Tề Đẳng Nhân, nhanh chóng bị bật ra ngoài, trong cơ thể hắn như có một hàng rào năng lượng vô hình nào đó chặn nước mưa từ bên ngoài vào. Ừ, biết là trời mưa, như thế nào lại không mang theo dù? Tôn Dĩnh Thục lớn tiếng nói. Hả, sao cô lại tới đây? Sau khi Tề Đẳng Nhân nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, lập tức sửng sốt, sau đó cười hì hì nói. Hắn có thể khiến nước mưa rơi xuống mà không làm ướt người, nhưng làm như vậy cần hao phí rất nhiều thể lực, phải luôn duy trì năng lượng và tuần hoàn máu của bản thân, duy trì trạng thái năng lượng như một tấm lưới lớn. Tôn Dĩnh Thục đi lên, nói, biết anh không cầm theo dù, cho nên cố ý đến đây tìm anh. Tề Đẳng Nhân nói, cái này không giống cô à nha. Tôn Dĩnh Thục không thể không bị câu nói này làm cho tức giận, cô ta vốn dĩ mang tâm trạng hào hứng đi tới. Kết quả lại không nghe được lời gì hay, cái thứ này vậy mà lại nói ra một câu khiến người ta tức giận như vậy. Tôn Dĩnh Thục nghiến răng nghiến lợi đi tới phía trước, đưa dù che lên đỉnh đầu hắn, nói thật muốn sét đánh xuống một cú, trực tiếp đánh chết anh, dù sao anh cũng đang đứng dưới một cái cây to. Tề Đẳng Nhân nhếch miệng cười, nói chúng ta đang cùng đứng dưới cây, vậy thì sét sẽ đánh cả hai chúng ta luôn. Dù đang nói chuyện. Nhưng ánh mắt hắn lại luôn nhìn thẳng, bởi vì, hiện tại Tôn phu nhân đang trong trạng thái ướt át, bên trên đang mang một cái áo bó sát làm tôn lên dáng người của cô ta, bây giờ bị nước mưa làm ướt tạo ra hiệu ứng nhìn xuyên. Cô ướt rồi, Tề Đẳng Nhân nói. Hả, Tôn Dĩnh Thục cau mày dữ tợn, mang theo sát khí. Tôi nói, cô bị nước mưa xối ướt rồi, Tề Đẳng Nhân ho khan một tiếng, giải thích nói, trước đó cô từng bị rơi vào sông băng. Lần này gặp mưa bị cảm mạo phát sốt hay gì đó sẽ rất phiền toái. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này, trong lòng cũng cảm thấy hơi ấm áp, gật đầu nói, không sao, dù sao cũng không thể tiếp tục dầm mưa nữa được chứ. Cô ta đưa cán dù tới trước mặt Tề Đẳng Nhân, nói, có biết xấu hổ hay không, cứ để một người phụ nữ như tôi che mưa cho anh mà được à. Tề Đẳng Nhân a một tiếng, duỗi tay nhận lấy, ngón tay hắn chạm vào mu bàn tay của cô ta. Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên hất tay ra ngoài. Tề Đẳng Nhân lúc này không còn duy trì vận chuyển khí huyết nữa, nước mưa rơi xuống, hắn trong nháy mắt lập tức ướt đẫm. Cô bị điên à, Tề Đẳng Nhân tức hộc máu nói. Giọng nói còn chưa kịp truyền đi hoàn toàn thì đã bị một tiếng sấm sét che đi. Đôi tay Tôn Dĩnh Thục duỗi ra, ôm cổ hắn, môi đỏ tươi xinh đẹp kia, mang theo nước mưa dán tới, lạnh như băng, nhưng sự lạnh lẽo đó lại làm cả người nóng lên. Tề Đẳng Nhân bị hoảng sợ, nhưng thịt đã dâng tới miệng mà không ăn là đồ ngu, không những ăn, mà tay còn phải sờ. Hai người bị mưa xối ướt, đứng hôn nhau dưới tảng cây giữa một trận mưa to. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Thục hung hăng đẩy hắn ra, sắc mặt ửng đỏ, cười nói, tôi về đây, cái ô này cho anh. Nói xong lời này, không đợi đối phương hoàn hồn, cô ta lập tức chạy đi. Bộ dáng cả người ướt đẫm kia, gợi cảm đến không từ nào diễn tả được. Tề Đẳng Nhàn đứng dưới tàng cây cầm ô, vuốt miệng mình, còn có hơi hoang mang. Tôn phu nhân này, rốt cuộc mặc kệ mưa to để chạy tới đây đưa ô, hay là tới đây để hôn nữa?
hắn trong lúc nhất thời, có chút không hiểu được. Mẹ kiếp, người phụ nữ điên này, hại tôi bị mưa ướt. Sau khi Tề Đẳng Nhàn hồi thần lại, trực tiếp phun ra một câu EQ thấp như ở dưới địa ngục. Nếu Tôn Dĩnh Thục có thể nghe được lời này, phỏng chừng sẽ chạy về lại, cầm theo dao chọc cho hai phát chí mạng vào tim hắn. Tôn Dĩnh Thục cũng không biết hành động của mình là do xúc động, hay là do xuất phát từ tâm nữa. Sau khi về đến nhà, cô ta trực tiếp khóa trái cửa lại, tim đập như đánh trống. Mình sao có thể làm ra hành động không biết xấu hổ như vậy chứ? Thật là quá mất mặt, Tôn Dĩnh Thục vỗ trán mình, phát hiện cả người mình ướt đẫm, trong lòng càng thêm hối hận. Tề Đẳng Nhàn cầm cây ô được tặng khi mua Rolls Royce đứng bên đường bắt taxi. Tài xế cũng là người vui tính, vừa thấy Tề Đẳng Nhàn cầm ô, lập tức cười nói, mua được Rolls Royce mà còn phải gọi taxi sao? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói, đây là phú bà đưa tôi, chứ không phải tôi mua xe. Tài xế lập tức cười nói, thôi đi người anh em, nếu anh trông đẹp trai một chút thì tôi còn tin. Đen Tề Đẳng Nhàn mặt, anh có thể nói tôi không có tiền, nhưng không thể nói tôi không đẹp trai. Đến lúc hắn về đến nhà, thì mưa cũng đã tạnh. Hắn vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, thay một bộ quần áo khô ra, sau đó nhìn thoáng qua điện thoại di động, lập tức mắng một câu cái đồ không có lương tâm, Tôn phu nhân này hôn xong thì càng gì cũng mặc kệ, ngay cả một câu hỏi thăm đến nhà chưa cũng không có. Tôi coi cô là bạn bè, cô vậy mà lại thèm muốn thân thể của tôi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp gửi qua cho Tôn Dĩnh Thục một cái tin nhắn, không hổ là chó tư bản, mưu đồ không nhỏ. Tôn Dĩnh Thục sau khi nhìn thấy tin nhắn này, suýt nữa thì phụt cười, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp vứt hắn sang một bên, quyết định không thèm tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian này. Bản thân cô ta dầm mưa đưa ô cho hắn, nhưng cái thứ này lại không những không cảm kích, còn nói lời cợt nhả. Sau một lát, Tôn Dĩnh Thục nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thấy Tề Đẳng Nhàn gửi tới một danh sách tên các loại thuốc. Đây là phương thuốc tôi lấy được từ chỗ thần y, cô tự mình cầm đi nghiên cứu đi, điều trị thân thể cho tốt, đừng để đổ bệnh. Tề Đẳng Nhàn nhân tiện dặn dò một câu. Hắn trung quy vẫn nhớ rõ chuyện Tôn Dĩnh Thục bởi vì rơi xuống nước mà khiến phổi bị thương tổn, hôm nay thấy cô ta bị mắc mưa, nên hắn tìm Tôn Thanh Huyền xin một phương thuốc. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy phương thuốc này, lập tức có chút cảm động. Lần sau gặp mặt lại nhớ chuyển cho tôi 100 triệu. Phương thuốc này không dễ có được đâu. Tề Đẳng Nhàn bổ sung một câu. Lại nữa, một chút hảo cảm vừa xuất hiện trực tiếp tan thành mây khói, Tôn Dĩnh Thục cười lạnh, tưởng dễ ăn thế nào. Cô ta quay đầu lập tức đem phương thuốc đi nghiên cứu, xem có thể nghiên cứu ra loại thuốc mới hay không, cô ta chẳng những không trả tiền, còn muốn ăn sạch không trừ lại chút lông dê nào. Gần một tiếng sau khi Tề Đẳng Nhàn gửi tin nhắn qua, vậy mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Người Triều Tiên thật đúng là không lễ phép chút nào. Tề Đẳng Nhàn hoài nghi, Tôn Dĩnh Thục này chạy ra đưa ô rồi cho nụ hôn, khẳng định là đang ấp ủ âm mưu gì đó. Người phụ nữ này tính kế quá nhiều, tuyệt đối sẽ chịu thiệt lớn như vậy mà không cầu hồi báo, điều này không phù hợp với tính cách của cô ta. Tề tiên sinh. Tề Đẳng Nhàn đang nghỉ ngơi trong phòng, thì nghe thấy trong viện có người đang gọi mình. Hắn ra mở cửa thì nhìn thấy Trịnh Hữu Bân. À, thì ra là Trịnh Đại Thiếu, tới nơi này tìm tôi là có chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn đi ra, nhiệt tình tiếp đón Trịnh Hữu Bân. Trịnh gia và Triệu Mạn Nhi bằng mặt không bằng lòng, đặc biệt là Trịnh Hữu Bân, sự nhẫn nại đối với người phụ nữ này đã sắp tới giới hạn. Trịnh Hữu Bân khẽ gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề Tổng, hôm nay tới tìm cậu, là có một muốn việc nói cho cậu biết. Tề Đẳng Nhàn nói, hả, chuyện gì? Trịnh Hữu Bân nói, hôm nay Giang Sơn Hải tới tìm Trịnh gia chúng tôi, muốn Trịnh gia chúng tôi vào ngày đại hội Long Môn tại Thượng Hải, có thể đứng về phía ông ta, trợ lực cho ông ta. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, nhưng cũng không cho là đúng, ông già Giang Sơn Hải này cầm 2 tỷ của hắn, mua một đống ngọc tỷ giả để làm màu, sớm hay muộn gì cũng bị vả mặt. Giang Sơn Hải xem ra đã có chút gấp không chờ nổi rồi. Nơi nơi chắp nối, nhờ người ủng hộ ông ta. Ha ha ha, Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà bật cười. Trịnh Hữu Bân nói, Triệu Mạn Nhi bảo chúng tôi dốc toàn lực giúp đỡ Giang Sơn Hải, chúng tôi không dám phản kháng.
Tề Đẳng Nhàn nói, không sao, các người của giúp đỡ ông ta đi. Chờ tới ngày đại hội Long Môn, lúc đó có thể làm ngược lại. Trịnh Hữu Bân ngẩn người, nói thật sự không sao chứ. Giang Sơn Hải đã được sự ủng hộ của Dương gia, hiện tại lại được Trịnh gia chúng tôi ủng hộ, tiếp theo, chắc là ông ta sẽ đến Tiết gia. Đến lúc đó, tam đại gia tộc tại Thượng Hải ủng hộ ông ta, sẽ xảy ra chuyện lớn. Tề Đẳng Nhàn hơi lắc đầu, nói, này đương nhiên không phải bảo các người ủng hộ ông ta vô điều kiện. Mà là tôi muốn cho các người vào ngày đại hội Long Môn phản bội ông ta. Trịnh Hữu Bân nói, nhưng mà Triệu Mạn Nhi. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, nói Triệu Mạn Nhi nhảy nhót không được lâu nữa đâu, cô ta đang bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền, hơn nữa số lượng còn lớn vô cùng. Gần đây Viên Thiên Thành đang bị điều tra, anh hẳn là biết, anh ta và Triệu Mạn Nhi có quan hệ tình cảm. Trịnh Hữu Bân hít một hơi khí lạnh, nói tôi chỉ biết Viên Thiên Thành là cháu trai của Viên Thăng Lộc, làm việc bừa bãi, nghe đồn còn dính vào chút chuyện trái pháp luật, tôi thật sự không biết anh ta và Triệu Mạn Nhi còn có quan hệ với nhau. Tề Đẳng Nhàn vỗ vai Trịnh Hữu Bân, nói cho nên, Trịnh gia các người sắp hết khổ rồi. Chờ đến thời khắc mấu chốt tại Đại hội Long Môn, các người đừng ủng hộ Giang Sơn Hải là được. Trịnh Hữu Bân nghiêm túc gật đầu, đồng thời, có chút nửa tin nửa ngờ nói, Triệu Mạn Nhi thật sự sẽ thất thủ. Chắc chắn rồi. Cô ta và tên phản quốc Hồng Thiên Đô có liên hệ mật thiết với nhau, hơn nữa còn giúp nhiều người rửa tiền như vậy, anh cảm thấy, phía trên sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Lúc này đây, bên trên đã thống nhất ý tưởng, đó chính là quét sạch Thượng Hải. Bao gồm cả Trịnh gia các người, sắp phải chú ý một chút, vứt bỏ tất cả các doanh nghiệp đang bước vào vạch vàng, thậm chí là vi phạm pháp luật đi. Tề Đẳng Nhàn vẫn rất thưởng thức cái tên Trịnh Hữu Bân này, cho nên không quên chỉ điểm vài câu. Trịnh Hữu Bân nói, công ty giải trí Tinh Quang của Trịnh gia chúng tôi vẫn luôn bị Triệu Mạn Nhi khống chế, đã tiến hành thực hiện một vài điều trái pháp luật rồi, tôi có muốn vứt xuống cũng vứt không được. Chỉ cần đổ tội hết lên người cô ta là được rồi, tất cả những gì liên hệ đến các người, hiện tại đều vứt bỏ hết đi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Được, tôi lập tức trở về thực hiện, Trịnh Hữu Bân nói. Anh thậm chí có thể bán cho Giang Sơn Hải, để ông ta chết càng thêm thảm hại hơn. Tề Đẳng Nhàn nói. Sau khi nhận được tin tức của Tề Đẳng Nhàn, Trịnh Hữu Bân tràn đầy tin tưởng mà rời đi, cậu ta cũng không sợ Tề Đẳng Nhàn lừa cậu ta. Bởi vì, mâu thuẫn của Tề Đẳng Nhàn và Triệu Mạn Nhi thực sự không thể hòa hoãn được, hơn nữa, Giang Sơn Hải nếu leo lên vị trí đà chủ của Long Môn ở Thượng Hải. Đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói, chỉ có chỗ hỏng chứ không có chỗ tốt. Cùng lúc đó, Giang Sơn Hải cũng theo như lời của Trịnh Hữu Bân nói, đi tới Tiết gia, một trong tam đại gia tộc. Tiết gia bên này, Tiết Chân đang tự mình tiếp đãi ông ta. Không nghĩ tới Giang tiên sinh vậy mà lại đến Tiết gia của chúng tôi, đúng là khách quý, hoan nghênh. Tiết Chân cười ha hả mà bắt tay với Giang Sơn Hải, trên mặt tràn đầy khách khí. Giang Sơn Hải cũng biểu hiện cực kỳ khách khí, sau khi bảo thư ký mang quà biếu quý giá tới, ông ta nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tiết tiên sinh, lần này tôi tới, là có việc muốn nhờ. Tiết Chân nói, nào cứ nói đi, đừng khách khí, ngồi xuống rồi nói. Sau màn nói chuyện phiếm hỏi thăm, Giang Sơn Hải trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Lần này tôi tới, là muốn nhờ Tiết gia vào ngày đại hội Long Môn tại Thượng Hải. Có thể toàn lực ủng hộ Giang Sơn Hải tôi. Đợi sau khi Giang Mỗ thượng vị, nhất định sẽ báo đáp Tiết gia. Giang Sơn Hải nghiêm túc nói, khi nói chuyện, còn lấy ra một khối ngọc tủy tự mình mang tới. Sau khi Tiết Chân nhìn thấy khối ngọc tủy này, lập tức ngẩn người, nói, ngọc tủy của đà chủ Long Môn Thượng Hải. Lần này Giang tiên sinh thượng vị, chẳng lẽ không phải như ván đã đóng thuyền rồi sao? Giang Sơn Hải lắc đầu. Nói, bên trong Long Môn vẫn có rất nhiều người không phục tôi, còn bôi đen tôi đủ kiểu. Tôi lần này, là muốn cho bọn họ nhìn thấy thực lực và nhân mạch của tôi, khiến cho bọn họ không còn lời nào để nói. Tiết Chân sau khi nghe xong, lại trầm ngâm một chút, cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, anh ta biết, giữa Giang Sơn Hải và Tề Đẳng Nhàn có mâu thuẫn không ít, thậm chí còn bắt cóc con gái hắn. Chuyện này, có thể nói là thâm cừu đại hận. Nhưng là, Giang Sơn Hải đã lấy ra ngọc tủy của đà chủ Long Môn Thượng Hải,
chuyện ông ta muốn thượng vị, chỉ sợ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu ông ta có thể thành công thượng vị, nắm giữ quyền to, mà anh ta bây giờ không ủng hộ, đến lúc đó ông ta hơn phân nửa sẽ tìm mọi cách để chèn ép Tiết gia. Tiết gia tuy rằng một trong tam đại gia tộc, nhưng nếu gặp phải sự chèn ép của Long Môn, vậy thì sẽ rất đau đầu, huống chi, hai đại gia tộc khác, chắc chắn cũng sẽ không chỉ ở một bên xem diễn, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội để bỏ đá xuống giếng. Tiết tiên sinh đang do dự cái gì? Hay là cảm thấy Giang Sơn Hải tôi không đáng tin sao? Sắc mặt Giang Sơn Hải tức khắc lạnh đi vài phần. Tiết Chân vẫn còn đang chần chờ, thì nghe từ trên lầu 2 truyền đến một giọng nói thanh thúy, đồng ý với ông ta đi. Giang Sơn Hải lập tức sửng sốt. Đường đường là gia chủ của Tiết gia, một trong tam đại gia tộc tại Thượng Hải, vậy mà lúc nói chuyện với ông ta, cư nhiên có người phụ nữ dám xen mồm vào. Sau khi Tiết Chân nghe thấy giọng nói đó, lập tức dùng mình, sau đó đứng dậy nói với Giang Sơn Hải, Giang tiên sinh, Tiết gia chúng tôi tất nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ ông thượng vị, ông có thể yên tâm. Giang Sơn Hải trực tiếp đắc ý mà phá lên cười, đồng thời, trong lòng cũng càng thêm tò mò, tiếng của người phụ nữ phát ra từ trên lầu 2 kia là giọng của ai. Chưa kịp nghĩ nhiều, người phụ nữ trên lầu 2 đã đi ra. Người phụ nữ này có dáng người trung bình, bộ dáng tuổi trẻ, trên người mặc một bộ đồ thể dục phổ thông màu trắng của hãng Nike, dưới chân là một đôi giày thể thao, tóc dài buộc đuôi ngựa sau đầu. Nhìn mặt có chút trẻ, có lẽ tầm 2526. Mà cô ta có thể làm chủ Tiết gia sao? Giang Sơn Hải kinh ngạc. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Giang Sơn Hải một cái, nhàn nhạt nói, Giang tiên sinh, Tiết gia sẽ toàn lực duy trì giúp ông thượng vị, ông yên tâm. Giang Sơn Hải chắp tay, nói cảm ơn, không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Người phụ nữ lại vẫy tay, nói, Giang tiên sinh không cần hỏi nhiều, xin mời trở về. Được được được, Giang mỗ về trước đây, đợi sau khi thượng vị, sẽ đến chào hỏi tiểu thư, mời tiểu thư một bữa cơm. Giang Sơn Hải chắp tay nói, mang theo thư ký của mình rời khỏi Tiết gia. Chờ đến khi Giang Sơn Hải đi rồi, Tiết Chân lúc này mới quay đầu nói với người phụ nữ, anh ta hỏi, Kiều tiểu thư, vì sao phải đồng ý ủng hộ ông ta? Ông ta và Tề tiên sinh, đang đối địch với nhau mà. Người được xưng là Kiều tiểu thư kia, đương nhiên chính là Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng bình tĩnh mà mỉm cười, nói, ngọc tủy trong tay ông ta là giả, Tề Đảng Nhàn đang bẫy ông ta. Anh xem ông ta hiện tại có bao nhiêu đắc ý, đến lúc đó sẽ chết thảm biết bao nhiêu. Tiết Chân ngạc nhiên, không nghĩ tới khối ngọc tủy trong tay Giang Sơn Hải vậy mà là hàng giả, hơn nữa, Tề Đảng Nhàn cũng không đứng ra chọc thùng, vẫn luôn mặc kệ ông ta giả danh lừa bịp. Thượng Hải càng ngày càng sóng ra, Tiết gia cũng nên phân rõ giới hạn với Vĩnh Dạ Quân đi thôi. Kiều Thu Mộng nghiêm túc mà nói với Tiết Chân. Ách, Kiều tiểu thư, Tiết gia chúng tôi có thể quật khởi, hoàn toàn là nhờ có Vĩnh Dạ Quân toàn lực trợ giúp. Hơn nữa, bản thân Tiết Chân tôi cũng là người của Vĩnh Dạ Quân, vì sao phải làm như vậy? Tiết Chân sửng sốt, khiếp sợ hỏi. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, đây chủ ý của sư phụ tôi, lần này rất có thể ông ta sẽ bị khiển trách. Tiết gia nhất định phải vạch ra ranh giới rõ ràng với Vĩnh Dạ Quân, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ bị trừng phạt lây. Tiết Chân hoảng sợ, kinh ngạc nói, quân vương muốn trừng phạt sao? Chuyện này, sao lại thế này? Kiều Thu Mộng mím miệng, nói tôi cũng không biết, lần này quân Vĩnh Dạ có lẽ sẽ đứng về phía đối diện đại cục. Tiết gia và quân Vĩnh Dạ nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ. Chú Tiết, từ hôm nay trở đi, chú nhất định phải cố gắng phủi sạch quan hệ với Vĩnh Dạ quân đi. Nên xử lý thế nào thì xử lý, bất luận cái gì cũng phải hủy hết mọi thứ có thể khiến Vĩnh Dạ quân làm liên lụy Tiết gia. Khóe miệng Tiết Chân run lên hai cái, một lúc lâu sau, thở dài, nói, tôi biết rồi. Nhưng, Tiết Chân tôi vĩnh viễn đều tự hào vì tôi là người của Vĩnh Dạ quân. Nếu tiểu thư và quân vương về sau có việc gì cần đến Tiết gia chúng tôi, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Tiết gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc tại Thượng Hải, là được một tay Sở Vô Đạo nâng đỡ, hơn nữa gia chủ Tiết Chân, năm đó là người của Vĩnh Dạ quân, là cấp dưới thuộc tổ tư vấn của Sở Vô Đạo. Kiều Thu Mộng chậm rãi nói, mênh mông một giải giang hà,
anh hùng lỡ vận biết là về đâu, Vĩnh Dạ Quân, đến thời kỳ hạ màn rồi. Lúc cô ta nói ra những lời này, bên trong ngữ khí khó nén được bi thương. Tiết Chân biết Sở Vô Đạo là người như thế nào, ông ấy đã chịu trọng thương, nhưng lúc này đây, nhưng lần này xem ra ông ấy lại từ sông hồ đi ra, sẽ bày ra một khúc thiên nga hùng vĩ để đời. Người này đã một tay sáng lập Vĩnh Dạ Quân, người đàn ông đã bảo hộ trật tự thế giới ngầm của Hoa Quốc, cuối cùng cũng đến thời kỳ hạ màn rồi. Chuyện sau khi ủng hộ Giang Sơn Hải nên làm như thế nào, không cần tôi nhắc nhở chú đâu nhỉ. Chú Tiết, chú là người thông minh, hẳn là có thể hiểu được. Kiều Thu Mộng nói. Đúng vậy, Kiều Tiểu Thư, Tiết Chân hơi cúi đầu tới. Kiều Thu Mộng gật đầu, nói, Thượng Hải, sắp tới sẽ vì mâu thuẫn mà chia làm hai phe. Tiết gia, nhất định phải hành sự cẩn thận, dựa vào sự hiểu biết của chú Tiết, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong lời này, Kiều Thu Mộng đi ra. Bên ngoài đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Một tia ánh nắng mặt trời chiếu xuống, chiếc nhẫn hình con rắn được chiết xạ ra ánh sáng trên ngón tay trỏ. Quân vương ngay cả nhẫn cũng giao cho cô ấy sao, Tiết Chân lẩm bẩm nói. Sau đó, anh ta trơ mắt nhìn Kiều Thu Mộng đi lên một chiếc xe, trên ghế sau của chiếc xe, có một hình bóng làm anh ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiết Chân cúi người xuống, khom lưng thật sâu, đôi tay chắp lại, trầm giọng nói, Vĩnh Dạ Quân Tiết Chân, cùng tiễn quân vương. Xe đã đi xa, Tiết Chân không biết, Sở Vô Đạo kế tiếp sắp sửa làm ra chuyện lớn động trời như thế nào, nhưng anh ta biết, người anh hùng sáng lập một thế hệ Vĩnh Dạ Quân, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Kiều Thu Mộng ngồi bên cạnh Sở Vô Đạo, thần sắc có chút phức tạp. Sư phụ, tình huống lúc này ở Thượng Hải, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Người đã bị thương nặng, nhất định phải xuất hiện sao? Kiều Thu Mộng nhìn không được mà hỏi. Đúng vậy, thầy cứ giữ vết thương trong người mãi thế này cũng vô dụng, chỉ bằng thừa dịp còn có thể nhúc nhích, tranh thủ làm ra chuyện lớn. Sở Vô Đạo cười tâu toét. Kiều Thu Mộng trầm ngâm một lát, nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sở Vô Đạo lắc đầu nói, thầy không biết. Lời này, trực tiếp làm Kiều Thu Mộng giật mình. Sở Vô Đạo nghiêm túc nói, thầy không có lừa con, thầy thật sự không biết. Sở dĩ thầy trước tiên làm ra những chuyện này sau đó sắp xếp mọi thứ, là bởi vì kinh nghiệm trong cuộc đời này của thầy, cùng với một vài dự cảm kỳ diệu. Kiều Thu Mộng cười khổ nói, sao lại mơ hồ như vậy? Sở Vô Đạo mỉm cười, nói, người lăn lộn cả đời trong giang hồ như thầy, kinh nghiệm so với mấy người trẻ tuổi các con phong phú hơn nhiều. Trận đấu tại Thượng Hải, đã tới thời khắc mấu chốt, bên kia nhất định sẽ có động thái, không đợi nào bọn họ bị động để bị đánh. Khẳng định là đang ấp ủ chiêu lớn gì đó, mà chiêu này đánh ra, tất nhiên là không giống người bình thường. Thầy hiện tại chỉ là một phế nhân, cũng nên đứng ra để nhận trách nhiệm rồi. Về sau, Vĩnh Dạ Quân giao cho con. Những gì thầy có thể dạy, cũng đều dạy cho con rồi, hy vọng con có thể cố gắng, sớm ngày đạt tới trạng thái mà con chờ mong. Kiều Thu Mộng nói, con sẽ nỗ lực. Sở Vô Đạo vỗ vai cô ta. Nói, ngươi phải nhớ kỹ, chính nghĩa vẫn luôn tồn tại trong lòng, cho dù thân thể chìm vào đêm tối, chúng ta cũng phải mang trong mình ánh sáng. Kiều Thu Mộng thở dài, cô ta đã nhìn ra, Sở Vô Đạo đã quyết tâm muốn chết. Ở thành phố Thượng Hải này, đang ấp ủ một cơn gió lớn như thế, kết quả đương nhiên là sóng to gió lớn. Đại hội Long Môn tại Thượng Hải sắp khai mạc, thầy nghĩ, một góc băng sơn này, cũng đã đến lúc nên bị vạch trần rồi. Sở Vô Đạo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Kiều Thu Mộng trầm mặc không nói, chỉ hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng như Sở Vô Đạo tưởng tượng, bởi vì, cô ta không hy vọng Sở Vô Đạo sẽ chết. Trên lưng Sở Vô Đạo đeo theo quá nhiều tội ác, dù sao, ông ấy cũng từng nổi điên, thậm chí giết chết không ít anh em trung thành bên mình, mỗi khi hồi tưởng lại, ông ấy đều cảm thấy đau đớn muốn chết đi. Ông ấy đã sớm có ý muốn chết, chẳng qua. Vẫn luôn không tìm được một lý do và cơ hội thích hợp. Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn rất tò mò, Tiết gia vì sao lại đối tốt với hắn như vậy. Hiện tại, đáp án này xem như đã được công bố, chẳng qua, hiện tại hắn vẫn chưa biết chuyện này. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ, vẫn là em gái của Lục Chiến Long, Lục Linh Linh, không biết cô gái đáng thương này hiện giờ đang ở phương nào,
có phải vẫn luôn bị những người đối địch của Lục Chiến Long tra tấn hay không? Trên thực tế, sau khi Lục Chiến Long xem được cái video kia, mỗi ngày cũng đều sống một cách vô cùng khổ sở. Nhưng, anh ta vẫn chưa nhìn ra những kẻ đứng đằng sau chuyện này, cũng không biết là bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi Tống Chí Mai biết Giang Sơn Hải liên lạc với tam đại gia tộc tại Thượng Hải kêu gọi sự ủng hộ, lập tức có chút bất an, trực tiếp bảo Lý Vân Uyển gọi Tề Đẳng Nhàn đến nhà ăn cơm. Sau khi Lý Vân Uyển nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, đương nhiên vẫn không cho hắn sắc mặt tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, mũi nhẹ nhàng hừ ra vài tiếng. Chào gì Tống, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp chào hỏi Tống Chí Mai, tạm thời không quan tâm đến Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển bực bội, trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, chẳng qua, loại chuyện này khẳng định không thể nói rõ được, nếu không, sao hắn phải tự mình chịu cảnh tu la chàng như thế này để làm gì? Em gái Uyển chân dài, hắn muốn, thư ký Dương ngực to, hắn cũng muốn, nhất định phải chọn một trong hai sao, vui đùa cái gì vậy, ông đây tất cả đều muốn. Tống Chí Mai trực tiếp bảo Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống ăn cơm, Lý Vân Uyển vẫn rất tự giác mà ngồi ở bên cạnh hắn. Tên đàn ông chó này, mấy ngày nay không gặp, chỉ cần nghĩ đến, cứ nghĩ đến lại tức. Tiểu Tề, Giang Sơn Hải gần đây đi giao du khắp nơi, kéo đến không ít nhân mạch tới ủng hộ ông ta. Dì muốn biết, con chơi như vậy, có thể chơi đến quá trớn hay không? Tống Chí Mai có chút nóng lòng mà nói. Cho dù ngọc tủy trong tay ông ta là giả, nhưng đến lúc đó, nhiều người ủng hộ ông ta như vậy, dù giả cũng thành thật. Các thế lực địa phương tại Thượng Hải, hiện tại gần như đều đứng về phía ông ta. Tề Đẳng Nhàn lại rất bình tĩnh, Giang Sơn Hải kéo những nhân mạch đến ủng hộ ông ta, hoàn toàn vô nghĩa. Có bao nhiêu người trong số họ thực sự muốn giúp đỡ ông ta? Hắn vừa đáp lại Tống Chí Mai đáp, vừa duỗi tay ra từ trong túi, móc ra một cái gì đó, nhét vào lòng bàn tay Lý Vân Uyển ở dưới bàn. Lý Vân Uyển vừa thấy, ha! Nói này tên chó IQ thấp, nhưng hắn lại thường làm ra vài hành động có IQ cao, hắn nhét vào tay mình viên hồng bảo thạch to như trứng bổ câu này, còn có người phụ nữ nào không động tâm sao? Giang Sơn Hải hiện tại leo càng cao, đến lúc đó sẽ té càng đau. Dì Tống cứ yên tâm đi, ông ta sẽ không hái được quả ngọt gì để ăn đâu, quyền lực của Long Môn Thượng Hải, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay dì thôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hắn thấy Lý Vân Uyển đã bớt giận, cũng lập tức được nước làm tới, đặt tay viết chữ lên trên đùi Lý Vân Uyển. Tống Chí Mai lo lắng nói, dì nghe nói còn có mâu thuẫn với tập đoàn tài chính, ngày đó người của tập đoàn tài chính Liên Minh Phương Đông ủng hộ người của Dương gia, sau đó trực tiếp đuổi các con ra ngoài đúng không? Hiện tại, bên ngoài đã truyền đi rất xa. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay, nói, mấy cái này đều chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, đến lúc đó dì sẽ biết. Dương gia, cũng nhảy nhót không được lâu nữa đâu, đến lúc đó hơn phân nửa bọn họ sẽ đến cầu xin Dương Quan Quan về Dương gia làm chủ. Lý Vân Uyển cũng biết nội tình trong chuyện này, nói chuyện này mẹ không cần lo lắng, cứ an tâm dựa theo kế hoạch mà làm thôi. Tống Chí Mai khao khát quyền lực rất mạnh, nói trắng ra vẫn là lo lắng những gì Tề Đẳng Nhàn hứa hẹn sẽ không thực hiện được. Hôm nay nghe Tề Đẳng Nhàn giải thích đường đi nước bước xong, tâm tình cũng ổn định hơn rất nhiều. Gần đây thế lực của Giang Sơn Hải rất mạnh, chỉnh bà ta đến không thể không liên tục nhượng bộ, nhiều địa bàn liên tiếp bị Giang Sơn Hải đoạt đi, bà ta chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ăn cơm xong, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bắt cóc Lý Vân Uyển. Dương Quan Quan gần đây sau khi tiếp nhận tài sản Dương gia, bận rộn đến mức chân không chạm đất, thời gian luyện võ cũng ít đi nhiều, ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng rất ít khi nhìn thấy cô ta. Anh dạo gần đây giao lưu với phu nhân của Tạ Nhĩ Bỉ thế nào rồi? Tề Đẳng Nhàn nắm tay Lý Vân Uyển đi tản bộ, thuận miệng hỏi. Nữ tinh anh của tập đoàn tài chính lớn đúng là không bình thường, năng lực cao vô cùng, không dễ tiếp xúc. Nhưng cũng còn tốt, dù sao cũng có Cổ Tân Tư Cơ và Vinogradov ra mặt, bên nước Mỹ vẫn bật đèn xanh. Lý Vân Uyển rất nhẹ nhàng mà cười nói, hai, em sắp đi Mỹ rồi, anh ở đây có phải sẽ dương cánh chim bay không? Câu nói cuối cùng, là một câu nhưng có hai nghĩa. Dù cho Tề Đẳng Nhàn có IQ thấp, cũng nghe hiểu. Giang Khuynh Nguyệt kia là gì của anh? Sao cô ta lại đột nhiên trở thành người đại diện của Goku? Lý Vân Uyển cười tủm tỉm nói, ta
tay bóp lên eo của Tề Đẳng Nhàn. Cái này, anh không phải là bởi vì muốn xử lý Giang Sơn Hải sao? Anh với cô ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa mà thôi, hiện tại đã chia tay rồi. Tề Đẳng Nhàn giải thích nói. Tề Đẳng Nhàn vì tránh cho bầu không khí chìm vào xấu hổ, lập tức nói, gần đây Ngọc Tiểu Long mời anh ăn một chỗ có đồ ăn khá ngon, buổi chiều để anh mang đem đi nếm thử, nếu không ngon, em cứ giết anh đi. Lý Vân Uyển nửa tin nửa ngờ nói, có khoa trương quá hay không? Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì cũng chuyển được đề tài, sau đó, hắn bắt đầu nói đến giá trị của viên hồng bảo thạch vừa mới tặng cho cô ta. Hai người vẫn luôn đi dạo đến buổi chiều, sau đó đi đến nhà hàng Bạch Liễu ăn cơm. Mới vừa cất bước đi vào nhà hàng, Tề Đẳng Nhàn lập tức cảm ứng được ba ánh mắt thuộc về cao thủ. Hắn quay đầu nhìn lại, vui vẻ, đây không phải đàn em mà hắn mới thu được sao? Trong nhà hàng Bạch Liễu, có ba người đang ngồi ăn cơm bên bàn cạnh cửa sổ. Trong đó có hai người, là Tề Đẳng Nhàn quen biết, một người là Nghiêm Mộc Long, một người là Tạ Cuồng Long. Sau khi Tạ Cuồng Long nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt anh ta lập tức cứng đờ, sau đó còn có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng, đúng là điên mà, ra ngoài ăn một bữa cơm thôi cũng gặp được tên sát tinh này. Cố tình Tề Đẳng Nhàn còn cười tủm tỉm mà dẫn dắt Lý Vân Uyển đi tới, nhìn Tạ Cuồng Long, nói, có hiểu lễ phép hay không hả? Tạ Cuồng Long buông đũa, cắn răng nói, chào đại ca. Hai người Nghiêm Mộc Long và Triệu Đồ Long nghe được lời này, đều lập tức sửng sốt, sau đó kinh ngạc mà nhìn về phía Tạ Cuồng Long. Ánh mắt này của hai người họ, càng là làm cho Tạ Cuồng Long gần như muốn trực tiếp đập đầu tự sát ngay trên bàn. Anh ta kiểu người cao ngạo, vậy mà bị bắt giáp mặt gọi Tề Đẳng Nhàn là đại ca, hơn nữa, vẫn còn làm trò này trước mặt hai đối thủ cạnh tranh, thật sự quá mất mặt. Có phải không hiểu chuyện đúng không? Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua, khó chịu nói. Chào đại ca, Tạ Cuồng Long chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy, giọng căm hận nói. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới gật đầu, duỗi tay chỉ một ngón tay vào Lý Vân Uyển, nói có biết nhìn hay không? Trong lòng Tạ Cuồng Long đã sớm thăm hỏi 18 đời tổ tông của Tề Đẳng Nhàn một lần, sau đó nói với Lý Vân Uyển, nói, chào chị dâu. Lý Vân Uyển kỳ quái nói, hả, anh thu đàn em từ khi nào vậy? Sao em không biết? Hai, anh ta không gì bản lĩnh, nên anh cũng là không đề cập đến với em. Lúc này tình cờ đụng phải, mới để anh ta lại đây nhận mặt. Tề Đẳng Nhàn đĩnh đạc nói. Tạ Cuồng Long trong lòng đã chảy máu, hận không thể chọc chiếc đũa này vào tim Tề Đẳng Nhàn. Cái gì kêu là không có bản lĩnh? Cậu chính là Tề Đẳng Nhàn. Triệu Đồ Long ngay đúng lúc này mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía hắn, cực kỳ hứng thú, phảng phất như nhìn thấy động vật hiếm quý. Vì sao tôi lại thường xuyên gặp được nhiều người nói chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại. Hắn cảm giác được, thái độ của người này không thân thiện lắm với hắn, trong lời nói còn mang theo khiêu khích cùng sát khí. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đáp lại lời gì hay. Nghiêm Mộc Long lại nhàn nhạt nói, các người ăn của các người đi, nói chuyện vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Tề Đẳng Nhàn vỗ vai Tạ Cuồng Long, nói, đàn em, bữa cơm hôm nay, để đại ca là tôi mời, đừng khách khí, ở trước mặt bạn bè của anh, cần phải có mặt mũi. Tạ Cuồng Long hận không thể giết hắn, xanh mặt, một câu cũng không nói ra. Bởi vì tôi muốn đánh chết cậu. Triệu Đồ Long ngay lúc này nhe răng trợn mắt mà cười với Tề Đẳng Nhàn, nghiêm túc nói. Người muốn đánh chết tôi rất nhiều, anh phải đi xếp hàng. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói. Triệu Đồ Long không ngừng đánh giá hắn, nhìn đến mức hắn có chút không được tự nhiên. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, nhìn người ta làm gì? Về nhà mà mẹ nhà anh ấy. Triệu Đồ Long mày nhíu lại, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng... Nghiêm Mộc Long lại duỗi tay đặt ở lên vai hắn ta nhấn một cái, nói, hôm nay tới đây là để ăn cơm, không phải để gây chuyện. Triệu Đồ Long chỉ có thể từ bỏ, dù sao, nơi này là Thượng Hải, hắn ta phải nghe lời Nghiêm Mộc Long. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển cũng rời khỏi đó, ngồi xuống một cái bàn ở trong góc, sau đó gọi món ăn. Như thế nào, anh quen bọn họ sao? Lý Vân Uyển có chút tò mò hỏi. Người gọi anh đại ca tên là Tạ Cuồng Long, một trong năm con rồng tại Hoa Quốc, người phụ nữ kia,
là Nghiêm Mộc Long, Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt nói. Lý Vân Uyển kinh ngạc nói, Nghiêm Mộc Long, cũng là một trong năm con rồng tại Hoa Quốc sao? Tề Đẳng nhàn gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy tên vừa rồi nói muốn giết anh thì sao? Anh ta là ai, cũng một trong năm con rồng sao? Lý Vân Uyển càng thêm tò mò. Cái này thì không biết có phải hay không, Tề Đẳng nhàn nhún vai, cũng không phải quá để ý đến lai lịch của Triệu Đồ Long. Tâm tình của Tạ Cuồng Long nhất không tốt lắm, thậm chí còn có chút muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đặc biệt là lúc đối mặt với ánh mắt kỳ quái và hài nước của hai người Nghiêm Mộc Long và Triệu Đồ Long, anh ta càng muốn tự sát. Tôi đã đánh cược thì phải chịu thua, các người có gì hay mà cười nhạo. Tạ Cuồng Long lạnh lùng nói, ngữ khí đông cứng. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, Tạ Cuồng Long đại danh đỉnh đỉnh, người không ai bì nổi, cư nhiên sẽ nhận một người tuổi trẻ như vậy làm đại ca. Triệu Đồ Long trực tiếp bật cười. Tạ Cuồng Long đen mặt. Nghiêm Mộc Long lắc đầu, nói, bất luận là người nào, nếu đơn phương gặp một mình hắn, đều không nhất định sẽ thắng. Chớ quên, Hồng Thiên Đô, là chết ở trong tay hắn. Triệu Đồ Long mỉm cười, hắn ta đương nhiên biết Tề Đẳng Nhàn rất lợi hại, bằng không cũng không có thể nào đánh chết Hồng Thiên Đô, nhưng điều này cũng không ngăn cản được hắn ta nhạo báng Tạ Cuồng Long. Tôi cảm thấy ba chúng ta loại hắn ngay tại đây cũng khá tốt, cùng lắm thì nhận thua. Triệu Đồ Long không sợ trời không sợ đất mà nói. Không được làm hư kế hoạch của Triệu Huyền Hoàng tiên sinh, hiện tại còn chưa phải thời điểm tốt. Nghiêm Mộc Long liếc mắt nhìn hắn ta một cái, nói. Tạ Cuồng Long vùi đầu vào ăn cơm, vội vàng cắn hai miếng, buông đũa, nói tôi đi trước, sau có việc gì thì nói. Anh ta thật sự không muốn ở chung một nơi với Tề Đẳng Nhàn, thật sự quá mức nghẹn khuất. Dù thân phận, địa vị của anh ta như thế này, mà phải gọi một người trẻ tuổi là đại ca, quả thực là nghẹn khuất và nhục nhã không để đâu hết. Không bao lâu sau, Nghiêm Mộc Long và Triệu Đồ Long cũng đứng dậy rời đi. Hai người trước khi đi, cùng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn một cái. Không phải nói. Giữa cao thủ các anh gặp nhau đều rất thưởng thức lẫn nhau sao, các anh như thế nào lại trông như kẻ thù vậy? Sau khi bông họ đi, Lý Vân Uyển nhìn không được mở miệng đặt câu hỏi. Em coi đây là thế giới võ hiệp sao? Còn thưởng thức lẫn nhau? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Lý Vân Uyển suy nghĩ một lát, nói, người dân ngày nay đều được giáo dục trong môi trường tốt, nói chung là có phẩm chất tốt, mới tạo dựng được tên tuổi. Bọn họ chẳng phải nên chú ý đến phong thái chứ, phải không? Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói ai nói cao thủ thì nhất định phải có phong thái. Ai nói cao thủ thì nhất định phải có tố chất tốt. Hắn tuy rằng không có xung đột chính diện với Nghiêm Mộc Long, nhưng rất rõ ràng người phụ nữ này cũng đối địch với hắn, lòng mang đầy ý xấu, cho nên lần trước hắn mới nói chuyện như vậy, hắn muốn kích thích Nghiêm Mộc Long đấu một trận sinh tử với hắn. Em cảm thấy người vừa nãy biểu hiện hơi có chút điên cuồng, nếu ba người này đều là cao thủ, thì anh nên cẩn thận một chút, lỡ như ba người bọn họ ra tay cùng lúc thì làm sao bây giờ? Lý Vân Uyển hỏi. Trốn chứ sao, Tạ Cuồng Long xem như là cao thủ đứng đầu, cái người Nghiêm Mộc Long kia tất nhiên cũng không kém, còn cái tên ngốc cuối cùng kia tuy rằng trông như kẻ lỗ mãng, nhưng rõ ràng không yếu chút nào. Tề Đẳng Nhàn nói, chẳng sợ anh có võ công cao cường đến đâu, gặp phải ba người như vậy. Cũng chỉ có nước bỏ chạy. Lý Vân Uyển nói, anh không phải suốt ngày khoe khoang mình đã trở thành thần võ sao? Tề Đẳng Nhàn nói, võ công cũng chẳng phải tu tiên, anh mẹ nó muốn thật học cho xong quy phái khí công, chỉ cần một giây đã lập tức đập chết bọn họ. Đúng lúc này đồ ăn được bưng đi lên, Lý Vân Uyển nếm thử, chậc, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Cô ta cũng không thèm để ý đến Tề Đẳng Nhàn đang ba hoa khoác lác, buông miệng ăn uống thả cửa. Hoàn toàn không màng cái gì là hình tượng thục nữ. Tạ Cuồng Long là con cháu của Hồng Bang, Nghiêm Mộc Long thuộc phe phái của Triệu gia, hai người kia ở cùng một chỗ, chắc chắn là không có chuyện gì tốt, còn có cái tên lỗ mãng kia, không biết có địa vị gì. Tề Đẳng Nhàn trong lòng lại nghĩ, mỹ vị trên bàn nhưng hắn vào lúc này cảm giác có chút nhạt như nước ốc. Lý Vân Uyển ăn nó đến chết khiếp, châu này, không biết phải sờ quát bao nhiêu lần mới có thể tiêu hao hết. Đảo mắt nhìn qua, thấy Tề Đẳng Nhàn đang trầm tư, cô ta trực tiếp hỏi, anh đây là đang suy nghĩ đến tình nhân nhỏ nào? Tề Đẳng Nhàn hoàn hồn,
nói anh đang suy nghĩ đến ba người mà mình vừa gặp kia thôi, cái gì mà tình nhân nhỏ, đừng nói bậy, anh không có tình nhân nhỏ. Hắn âm thầm bổ sung trong lòng nói, Từ Ngạo Tuyết là tình nhân lớn. Sau khi ăn xong bữa cơm này, trong lòng Tề Đẳng Nhàn nảy sinh thêm nhiều ý tưởng. Bạch Liễu bây giờ đang mở nhà hàng, vậy còn ba người Chiêm Tinh, Diệp Thành, Diệp Phi Lưu thì sao? Cũng không biết hiện tại đang sống như thế nào. Đi tản bộ đi, ăn có hơi no, đồ ăn ở nhà này thật sự quá ngon, thật muốn đảo đầu bếp của nhà hàng này đi. Lý Vân Uyển vỗ bụng mình, cực kỳ không thục nữ mà ở một cái. Lý Vân Uyển cảm thấy tản bộ với Tề Đẳng Nhàn như bây giờ cũng khá tốt, hai người gần đây đều rất bận, không có thời gian mà nhàn nhã tản bộ như lúc trước. Nhưng, Lý Vân Uyển dù sao cũng là một người siêu lười, sau khi đi bộ một vòng, lập tức không muốn đi nữa. Không còn cách nào khác, Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể cõng cái người lười biếng này lười cầu tiếp tục đi, cứ như này còn tiêu thực thì sao? Anh không hiểu, em đây là lười có trình độ, thời điểm cần tập thể hình để bảo trì dáng người, em có thể nỗ lực hơn so với bất cứ ai. Lý Vân Uyển cười hì hì nói. Nhưng thật ra, nội cuốn nghiêm trọng, Tề Đẳng Nhàn trong lòng nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Lý Vân Uyển thường âm thầm phân cao thấp với Dương Quan Quan, cũng tu dưỡng nhan sắc không ít, cặp mông này rõ ràng lớn hơn trước kia một chút, khẳng định đã sơ quát không ít. Tề Đẳng Nhàn cõng Lý Vân Uyển đi trên đường ở Tân Hải, gió biển thổi mát mẻ, lúc này có một chiếc Rolls Royce ngừng lại. Tề tiên sinh, cửa xe vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi trẻ bước xuống. Anh là ai? Tề Đẳng Nhàn nhìn đến người này, lập tức sửng sốt, người này rất lạ mặt, căn bản không quen biết. Lý Vân Uyển thức thời mà nhảy xuống từ sau lưng hắn, nhìn thoáng qua bảng số xe. Người đàn ông trẻ tuổi này vỗ tay, lập tức có hai người từ trong xe chui ra, mỗi người lấy ra một cái vali. Vali bị hai người kia để xuống đất, sau đó nghe thấy người đàn ông này nói, tôi là người của thượng quan gia thuộc Hồng Bang tại Mỹ, tôi tên Quan Kinh Đào, cố ý tới Thượng Hải tìm Tề tiên sinh để nói chút chuyện. Lý Vân Uyển gần đây cập nhật tin tức tại Mỹ để chuẩn bị cho chuyến đi đến Mỹ, lập tức nói khẽ với Tề Đẳng Nhàn. Cô ta nói, thượng quan gia thuộc Hồng Bang tại Mỹ là một thế lực lớn đang trên đà phát triển, đặc biệt là gần đây, có một người phụ nữ trong gia tộc bọn họ hình như leo lên được người của gia tộc Rothschild. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lại không cho là đúng, gia tộc Rothschild là gia tộc tài phiệt tại châu Âu, tuy rằng lực ảnh hưởng tại nước Mỹ cũng không yếu, nhưng cũng điều không đến chạy đi đâu. Hơn nữa, gia tộc Rothschild đã bỏ lỡ thời gian quật khởi của Mỹ, đã tụt hậu hơn nhiều so với những nhà tài phiệt đi lên về mặt tích lũy. Anh muốn nói cái gì với tôi? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Thượng quan Kinh Đào vỗ tay, hai người cấp dưới lập tức mở vali ra, chỉ thấy bên trong hai cái vali 40 inch trải đầy một màu xanh của đô la Mỹ, hai cái vali này gộp lại, giá chỉ có lẽ lên tới hàng chục triệu đô. 10 triệu đô, tương đương với xấp xỉ 7.000 vạn tiền Hoa Quốc, quả thật là một số tiền khổng lồ. Thượng quan Kinh Đào nói, đây là quà gặp mặt. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trên mặt đã tươi cười như hoa, nói, tôi không phải người yêu tiền. Lý Vân Uyển lập tức khinh bỉ, không phải người yêu tiền, thì anh cười tươi như vậy làm gì? Ngay cả cô ta khi thấy nhiều tiền như vậy, nhìn hai cái vali tiền để cạnh nhau, cũng cảm thấy có chút chấn động. Đây là lý do tại sao những người đưa hối lộ thường thích sử dụng tiền mặt thay vì chuyển khoản. Bởi vì, khi tiền mặt chất thành đống có thể tạo thành hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh. Chỉ 3-40 vạn cũng đủ làm chấn động rồi, chứ đừng nói đến ngàn vạn. Có chuyện gì thì nói đi, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói với Thượng quan Kinh Đào. Lễ nhiều người không trách, nhưng ta tặng nhiều tiền như vậy, cho dù có muốn cái mạng của anh cũng phải dùng gương mặt tươi cười để chào đón. Thượng quan Kinh Đào nói, rất đơn giản. Tôi hy vọng Tề tiên sinh có thể ngăn cản chuyện gần đây của Viên Thăng Lộc. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này, lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt cũng mang theo chút lạnh lùng. Viên Thăng Lộc là Ngọc Tiểu Long tự mình câu ra, chính là vì muốn lấy lại cây tế đao của Viên Thiên Thành. Hơn nữa, sau lưng Viên Thăng Lộc còn liên quan đến băng nhóm phạm tội ở Điện Bắc. Chuyện này tôi không thể xem vào quá nhiều, đều là do Ngọc Tiểu Long làm chủ đạo. Tề Đẳng Nhàn nói. Số tiền này, anh đưa sai người rồi. Không,
Tề tiên sinh không cần nhúng tay vào, chỉ cần tùy tiện nói bóng nói gió vài câu là được. Số tiền này, cậu lấy đi, thượng quan Kinh Đào hào phóng nói. Nhìn tôi giống người tham lam dễ bị đút lót như vậy sao? Muốn đút lót cho tôi? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi. Thượng quan Kinh Đào lại nói, tôi nghĩ, Tề tiên sinh hẳn là sẽ không từ chối ý tốt của thượng quan gia chúng tôi đâu. Dù sao, thượng quan gia chúng tôi trong Hồng Bang tại Mỹ cũng có chút phân lượng. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, chỉ chút tiền ấy, mà muốn tôi bán đứng điểm mấu chốt của bản thân, thay đổi giá trị quan chính mình sao? Các người, và Viên Thăng Lộc có quan hệ gì? Sắc mặt thượng quan Kinh Đào trầm xuống, nói, Tề tiên sinh, đây là thiện ý mà thượng quan gia chúng tôi muốn biểu đạt, cậu thật sự không nhận sao? Lý Vân Uyển có chút sùng bái mà nhìn Tề Đẳng Nhàn. Người đàn ông có lập trường, không thể nghi ngờ là người đàn ông bản lĩnh lớn nhất. Không ngờ, giây tiếp theo Tề Đẳng Nhàn lại liếm miệng mình, nói, phải thêm tiền. Phụt! Lý Vân Uyển suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, một giây trước còn hiên ngang lẫm nhiên, giây tiếp theo đã lập tức biến thành thêm tiền. Thượng quan Kinh Đào sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói, không ngờ Tề tiên sinh còn có nhiều dã tâm hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, được, thêm tiền. Lại lấy ra một cái vali nữa. Cấp dưới của anh ta lập tức vào trong xe, kéo ra lại một cái vali lớn, bang một tiếng, mở ra, bên trong vẫn một màu xanh mướt của tiền mặt. Được rồi, thành giao, Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ nói với Ngọc Tiểu Long. Trên thực tế, Tề Đẳng Nhàn cũng biết, chuyện của Viên Thăng cũng đã đến lúc kết thúc. Nếu lại dây mơ dễ má thêm chút nữa, rất có thể sẽ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, sẽ chọc cho nhiều người chó cùng rứt dậu. Nhận lấy 18 triệu đô la Mỹ này, để thu tay lại trước cũng không phải không thể. Thượng quan Kinh Đào chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, nói, hoan nghênh Tề tiên sinh đến quê hương của chúng tôi chơi một ngày nào đó, cũng hy vọng tình hữu nghị của chúng ta sẽ dài lâu. Tề Đẳng Nhàn nói hay lắm, dựa vào những tờ tiền xanh này, anh chắc chắn là bạn của tôi. Thượng quan Kinh Đào cười ha ha, mang theo nhóm cấp dưới của mình nghênh ngang rời đi. Ba cái vali tiền mặt cực kỳ to ở dưới chân Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển có chút phức tạp mà nhìn hắn, cảm thấy người này thay đổi rồi. Xem anh như vậy làm gì, có tên ngốc đưa tiền tới mà em không cần sao? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, anh và mấy tên chuyên làm chuyện xấu kia không đội trời chung, nhưng tiền của bọn họ cũng có thể thu một chút. Lý Vân Uyển sửng sốt, kinh ngạc nói, anh tính lấy không tiền của bọn họ sao? Tề Đẳng Nhàn nói, mắc mớ gì anh phải giúp bọn họ làm việc. Chờ thời cơ tới, anh còn muốn tự mình bắt lấy, diệt trừ bọn họ. Hắn cười lạnh, trực tiếp gọi điện thoại cho Ngọc Tiểu Long. Tiểu Long, chuyện của Viên Thăng Lộc thế nào rồi? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đã đào được gần hết rồi. Ngọc Tiểu Long nói, không hiểu sao tự nhiên Tề Đẳng Nhàn lại hỏi tới chuyện này. Lại cho tiếp tục đào thật mạnh cho tôi. Vừa mới có người tặng tiền cho tôi xin tôi giúp đỡ, bảo tôi nói một câu với cô, lại tiếp tục làm tàn nhẫn một chút. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, nhìn ba cái vali tiền, cứ như vậy mà nói. Nếu như thượng quan Kinh Đào biết rằng Tề Đẳng Nhàn là loại người chuyên đi lật lọng, cầm tiền của anh ta rồi còn muốn đánh người của anh ta, khẳng định sẽ trực tiếp thuê 100 tay súng tới bắn hắn thành cái sàng. Lý Vân Uyển nghe được cũng trợn mắt há hốc mồm, này không phải quá vô đạo đức sao? Quả thực còn ác hơn so với phản diện. Nếu đã nhận tiền của người ta, vậy tốt xấu cũng phải làm bộ làm dáng chút chứ. Coi 18 triệu đô la Mỹ là tiền âm phủ hay gì? Ngọc Tiểu Long nghe xong cũng kinh ngạc, nói có người cho anh đưa tiền. Người nào? Tề Đẳng Nhàn nói, người của thượng quan gia của Hồng Bang tại Mỹ, tên là thượng quan Kinh Đào, đi xe Rolls Royce, còn cho biếu tặng tôi hơn 10 triệu đô la Mỹ. Cô muốn không, để tôi chia một phần cho cô ha. Ngọc Tiểu Long nói, anh đúng là, tiền gì cũng dám thu, đến lúc đó bị lật xe, người ta sẽ tố cáo anh nhận hối lộ. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng. Nói tôi sợ gì dăm ba mấy cái thủ đoạn này. Xem ra, chuyện này của Viên Thăng Lộc liên lụy đến lợi ích của rất nhiều tập đoàn lớn, ngay cả Hồng Bang tại Mỹ cũng có tham dự. Ngọc Tiểu Long trầm ngâm một lát, nói, vậy chút nữa tôi sẽ xuống đào thêm chút nữa, ý của anh là muốn dẫn dụ cho thượng quan ra tay với anh đúng không?
Tề Đẳng Nhàn nói, mối quan hệ giữa Hồng Bang và Long Môn vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng, nhưng bởi vì hai bên là hai xã đoàn người Hoa lớn nhất thế giới, bên ngoài vẫn phải làm như thân thiết lắm. Nếu bọn họ động thủ trước, vậy thì cũng không thể trách tôi. Ngọc Tiểu Long nói, được, tôi đi đây, tôi cũng nghĩ là lực độ lần này chưa đủ mạnh, vẫn nên làm cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, được, phần tiền này thì chia cho cô một phần, để tôi chia cho cô một cái vali. Cút đi, Ngọc Tiểu Long cười lạnh nói, trực tiếp cúp điện thoại. Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy rất cạn lời, thì ra, làm người cũng có thể vô sỉ đến tình trạng này. Cầm tiền của người ta, còn cố ý đánh người ta. Về sau nếu còn có ai đưa tiền cho Tề Đẳng Nhàn, vậy đơn giản chính là coi tiền như rác. Tề Đẳng Nhàn hỏi, nhìn anh như vậy làm gì? Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết anh. Lý Vân Uyển vỗ trán mình, nói em biết anh rất vô sỉ, nhưng lại không biết anh vậy mà có thể vô sỉ đến nhường này. Bảo người ta thêm tiền, còn muốn đánh người ta, vô đạo đức. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói chuyện đạo đức với mấy người này làm gì? Mấy cái vali tiền này của bọn họ, đều dính máu của vô số gia đình. Anh không chỉ muốn lấy tiền của bọn họ, mà còn muốn chơi chết bọn họ. Lý Vân Uyển nói tới nói lui, ta em có một vấn đề muốn hỏi. Sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Anh ngày thường không phải gọi Ngọc Tiểu Long là Ngọc Tướng Quân sao? Từ khi nào lại gọi nhau thân mật như vậy, Tiểu Long ơi Tiểu Long à? Lý Vân Uyển ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ha, vậy sao lúc trước em không nói đi, nếu anh có thể có một chân với Ngọc Tiểu Long, Hướng Tổng, Trần Ngư, em sẽ không ghen, còn sẽ chắp tay bái lại. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Lý Vân Uyển sửng sốt, lời này, lúc trước cô ta thật đúng là từng nói qua. Lần đó đột nhiên về nhà, nhìn thấy ba đôi giày nữ, trực tiếp khiến cô ta kinh hãi, đi vào nhìn thấy, ba người phụ nữ kia. Cô ta lập tức nhớ tới bản thân cô ta đã từng trào phúng khi Tề Đẳng Nhàn nói là tôi muốn tất cả, nói là nếu hắn thật sự có bản lĩnh này, cô ta cũng chấp nhận. Kết quả thì sao? Cô ta bị vả mặt, nên sau khi gặp Dương Quan Quán mới ngấm ngầm biết được nhưng không nói ra. Lý Vân Uyển cảm thấy, cô ta sau này nên cẩn trọng trong lời nói hơn, tuyệt đối không thể tùy tiện phát ngôn những câu như vậy nữa, nếu không để sau này bị hắn vặn lại bằng câu mình từng nói ra rất khó chịu. Điều khiến cô ta càng tức giận chính là, cái tên này luôn nói trí nhớ của bản thân không tốt, nhưng những việc này, sao hắn lại nhớ rõ ràng như vậy? Yên tâm, anh và Ngọc Tiểu Long chỉ là bạn bè mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, vấn đề hiện tại là, làm thế nào để đem mớ tiền này về? Lý Vân Uyển nói, tùy tiện gọi một chiếc xe không phải là được rồi sao? Tề Đẳng Nhàn nói, em kêu đi. Số tiền này em giúp tôi xử lý. Đầu óc thật sự rất quỷ quyệt. Hiện tại chỗ ở của hắn tại Thượng Hải, chính là nhà của Dương Quan Quan, nếu bây giờ mang số tiền này trở về, Lý Vân Uyển đi theo hắn sẽ biết, sau đó hắn nhất định sẽ bị dao đâm ngay lập tức. Cho nên, hắn trực tiếp thoải mái hào phóng đưa tiền cho Lý Vân Uyển, cứ như vậy, sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhị đương gia, xứng đáng trở thành người chơi cao cấp. Cái tên cặn bã nhà anh có phải làm chuyện xấu gì đúng không? Nhiều tiền như vậy, mà giao cho em hết, Lý Vân Uyển nghi hoặc nói, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bậy bạ, anh giao tài sản cho em quản lý còn ít à? Hơn nữa, anh rõ ràng là người thâm tình nhất thành phố Trung Hải, cặn bã cái gì, có biết nói chuyện hay không? Tề Đẳng Nhàn hừ hừ nói. Lúc này hắn nghĩ mình mà ngậm thêm một điếu xì gà, đeo thêm kính râm và mấy cọng dây chuyền vàng. Nhân tiện nên cái nhạc nền Motherfucker, nhất định là rất phong cách. Lý Vân Uyển trực tiếp làm lơ hắn, mặc kệ tự biên tự diễn, mà gọi điện thoại cho Tống Chí Mai, bảo bà ta gọi một chiếc xe tới đây đón bọn họ. Số tiền này, trực tiếp vận chuyển về nhà Lý Vân Uyển. Tống Chí Mai nhìn thấy ba cái vali lớn, lập tức giật mình, nói, đem ba cái vali này tới đây làm gì? Đựng tiền, bên trong tất cả đều là tiền đô. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nó. Nói đùa cái gì vậy? Tống Chí Mai lập tức bất đắc dĩ cười nói, để gì nhìn xem, rốt cuộc là đựng cái gì? Bà ta cúi eo, mở một cái vali ra, màu xanh mượt mà suýt nữa làm bà ta mù mắt.
Vãi. Tống Chí Mai không màng hình tượng mà thốt ra một câu nói thông dụng tại Hoa Quốc. Này này này, số tiền này là từ đâu ra? Các con ra ngoài dạo phố, ăn một bữa cơm, mà sao tự nhiên kiếm đâu ra nhiều tiền mang về như vậy? Tống Chí Mai nghẹn họng nhìn chằm chằm hỏi. Là Tề Đẳng Nhàn chơi xỏ người ta mà có, mẹ thấy lợi hại không? Lý Vân Uyển lúc này không chỉ không khinh bỉ nhân phẩm của Tề Đẳng Nhàn, mà còn đắc ý rào rạt nói. Tống Chí Mai nhíu mày nói, tên nào coi tiền như rác vậy? Có chuyện dễ lừa như vậy sao, giới thiệu cho dì biết thử xem. Lý Vân Uyển trực tiếp dở khóc dở cười. Số tiền này xử lý như thế nào đây? Tống Chí Mai ngẩng đầu nói với Tề Đẳng Nhàn. Cứ đưa cho Vân Uyển thôi, cô ấy muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào đó. Tề Đẳng Nhàn không chút để ý mà nói. Ánh mắt Tống Chí Mai nhìn về phía hắn nhiều thêm vài phần khen ngợi, sau đó lại đánh giá Lý Vân Uyển, cảm thấy con gái mình bản lĩnh thật không nhỏ, vậy mà có thể quản được túi tiền của Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất biết điều, hôm nay đã tặng cô ta một viên hồng bảo thạch giá trị không nhỏ rồi, lúc này lại trực tiếp giao hơn 10 triệu đô la Mỹ cho cô ta xử lý, đáy lòng cho dù còn chút oán khí, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thời gian không còn sớm. Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi, cháu cũng đừng đi, cứ ngủ ở chỗ này của dì. Tống Chí Mai nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, cũng không từ chối. Ban đầu là tính đưa Lý Vân Uyển đi thuê phòng, nhưng không nghĩ tới chỉ mang tiền về một chuyến, cứ vậy mà đá được hòn đá chắn đường, đúng là mất máu. Lý Vân Uyển lập tức buồn cười, còn quăng mị nhãn về phía Tề Đẳng Nhàn, nhẹ nhàng kéo góc váy mình lên. Lộ ra cặp đùi xinh đẹp, sự quyến rũ mị hoặc tỏa ra khắp bốn phía. Tề Đẳng Nhàn nhìn đến ngứa cả răng. Trong khi ngủ lại nhà Tống Chí Mai, Tề Đẳng Nhàn đang đả tọa minh tưởng, thì nghe được tiếng phát ra từ điện thoại di động, là tin nhắn Lý Vân Uyển gửi tới. Hắn click mở thì thấy. Tốt lắm, là một tấm ảnh tự sướng. Sau đó. Leng keng, leng keng, leng keng. Liên tiếp một loạt ảnh tự sướng. Đẹp thì đẹp, nhưng Tề Đẳng Nhàn có hơi muốn chết. Bởi vì, Lý Vân Uyển đang ở phòng ngủ cách vách. Gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa tận chân trời. Những bức ảnh selfie của Lý Vân Uyển đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh của những người mẫu trong studio của Giang Khuynh Nguyệt. Tề Đẳng Nhàn vừa âm thầm phẫn nộ vừa ném nó vào bookmark ăn hôi. Anh phát hiện. Trong khoảng thời gian mình đến Ma Đô đã biến thành người chuyên thu thập. Bookmark đã lưu trữ mười mấy GB. Còn may, nhị đương gia là một người có tầm nhìn xa, mua bộ nhớ 1T cho điện thoại di động. Nhớ năm đó lúc mình ở trong nhà tù là một thiếu niên thuần khiết cỡ nào chứ? Đều do tên đồ phu đó dạy hư mình, Tề Đẳng Nhàn nghĩ vậy rồi nằm liệt trên giường. Anh tự mình tưởng tượng, khắp trong đầu toàn là đôi chân của Lý Vân Uyển. Phật giáo có những phương pháp quán niệm như khái niệm bất tịnh, khái niệm xương trắng, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình có thể khai sáng khái niệm về đôi chân đẹp. Chết tiệt! Dù sao đêm nay Tề Đẳng Nhàn cũng không quá thoải mái, miễn cưỡng lắm mới chỉ ngủ được chốc lát, ngày hôm sau khi tỉnh dậy cứ có cảm giác hoảng hốt. Tiểu Tề, cháu nghỉ ngơi không tốt à? Cảm thấy như không có tinh thần lắm vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Chi Mai nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi ra đã cười nói. Ha, tôi có chút lạ giường. Tề Đẳng Nhàn bắt đầu nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chẳng lẽ nói với Tống Chi Mai là con gái của bà ấy up ảnh selfie cho nên tâm thần mình bị nhiễu loạn sao? Lý Vân Uyển đi thẳng đến sờ đầu chó nói, ngủ nhiều thêm vài lần thì sẽ thành quen. Tề Đẳng Nhàn trợn trắng mắt nhìn cô ấy, còn muốn ngủ thêm mấy ngày ư, vậy thì chẳng phải sẽ bị đoạn thọ sớm à? Từng ngày trôi qua. Cuối cùng cũng sắp đến ngày khai mạc đại hội Long Môn ở Ma Đô. Phe của Ngọc Tiểu Long đã làm đủ các màn dạo đầu rồi, Giao Mổ cũng từ từ hạ xuống đầu Triệu Mạn Nhi, gần đây bọn họ vẫn lén lút thu thập bằng chứng, khi thu thập đủ bằng chứng sẽ thả con Giao Mổ xuống. Một dao này nhất định phải chém cho Triệu gia đau thịt, chém cho những người không làm việc tốt phải hãi hùng khiếp vía. Cô ấy muốn một lần xóa sạch tập đoàn rửa tiền do Triệu Mạn Nhi cầm đầu chiếm cứ ở Ma Đô này. Cùng lúc đó dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên biên giới giữa Tuyết Quốc và Hoa Quốc cũng bị gác lại vì nguyên nhân nào đó.
Thái độ của Vinogradov đột nhiên trở nên ba phải thế nào cũng được, lộ ra một số biến số. Điều này khiến phía Hoa Quốc lập tức căng thẳng, nhanh chóng cử một đội ngũ đến Tuyết Quốc gặp Vinogradov để tiến hành bàn bạc. Vinogradov cũng là một người xấu, sau khi cọ tới cọ lui đã nhận được không ít lợi ích. Lúc này mới nói là bạn bè của mình bị tập đoàn Dương Thị bắt nạt, chuyện này khiến anh ta có chút khó chịu. Nếu giao dự án cho tập đoàn Dương Thị làm, anh ta sẽ cảm thấy có lỗi với bạn bè của mình, hơn nữa trong lòng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nghe đến tập đoàn Dương Thị, ồ, vậy thì dễ làm, chỉ cần đá họ đi là xong. Ngay lập tức liên lạc với tập đoàn tài chính Đông Liên để nói chuyện, Tạ Nhĩ Bỉ nghe được chuyện này đã nói không được ngay, Dương Ý là bạn tốt của anh ta. Có ông chủ lớn tỏ vẻ, nếu không xử lý được Dương gia, Vinogradov rất có thể sẽ bất mãn, hợp tác không tiến triển, tập đoàn tài chính Đông Liên cũng không kiếm được tiền. Tạ Nhĩ Bỉ vui vẻ, tỏ vẻ Vinogradov chắc chắn là một người bạn tốt hơn nên đã sang tay bán người bạn tốt Dương Ý. Thậm chí còn thương lượng tốt xem nên chia tài sản Dương gia quăng vào như thế nào. Dưới tình huống Dương Ý không biết gì, toàn bộ gia tộc đã có nguy cơ sớm tối. Sáng sớm hôm nay Tề Đẳng Nhàn thoải mái dễ chịu bò dậy khỏi chiếc giường nêm cao su biệt thự lớn của Dương Quan Quan. Trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của thư ký Dương khiến cho người ta sáng sớm đã cảm thấy thư thái, vui vẻ. Mấy ngày nay anh chu toàn giữa Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan, cũng may là công phu của anh cao, eo chân không còn đau nữa, không sợ yếu đuối nữa. À, hóa ra được phú bà bao dưỡng lại là một chuyện vui vẻ như vậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thán một câu, mở rèm cửa ra, nhìn thấy phú bà Dương Quan Quan đang luyện võ trong sân. Cô ấy đã chuyển nhà, căn biệt thự lớn này được Dương gia phân cho, trị giá hơn 200 triệu, tuy vị trí hơi xa nhưng môi trường vẫn rất thoải mái. Sau khi có một căn nhà lớn, việc đầu tiên Dương Quan Quan làm không phải là mua đồ xa xỉ mà là bỏ tiền ra chế tạo các loại thiết bị luyện công, lấp đầy một sân và một phòng sinh hoạt. Khi Tề Đẳng Nhàn uể oải bước ra ngoài, Dương Quan Quan đã thu quyền lại. Hô! Cô ấy thở ra một hơi, tuy bật hơi không mạnh như hơi thở của Tề Đẳng Nhàn nhưng vẫn có thể thấy hơi thở dài khác thường. Hôm nay là ngày khai mạc đại hội Long Môn MA đô nhỉ. Đến lúc đó, các gia tộc giàu có sẽ đến xem buổi lễ. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười hỏi. Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày mà Dương gia diệt vong. Anh đã thượng lượng xong với Vinogradov, hôm nay mìn sẽ nổ. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan nói, được rồi, chờ đến khi Dương gia gặp nạn, em sẽ lập tức tiến hành thu mua. Cho dù Dương Ý không đồng ý cũng vô dụng, không phải ai cũng muốn chìm cùng con tàu này. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ấy vui vẻ nói, cuối cùng cũng đến lúc thành lập doanh nghiệp của riêng mình rồi phải không? Dương Quan Quan nói, tất cả những thứ này đều giống như nằm mơ. Trước đến nay chưa bao giờ em dám nghĩ đến, vì gặp anh nên em mới có được cơ hội như vậy. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay nói, cũng là do em cố gắng, không cần khách sáo với anh. Khi nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn ném một cái notebook cho Dương Quan Quan. Đây là gì? Dương Quan Quan nghi ngờ hỏi. Đây là tẩy tủy kinh chính anh biên soạn, dùng để luyện hóa kính. Anh đã kết hợp tẩy tủy kinh của Phật giáo và tự biên soạn. Làm cho nó đơn giản và dễ hiểu hơn một chút. Tề Đẳng Nhàn nói. Luyện công phu đến hóa kính thì mới coi là cao thủ cấp tông sư chân chính. Cái gọi là công phu nhập tủy không sợ bị thương, hóa kính chính là muốn luyện công phu nhập vào trong cốt tủy. Kinh thư cổ điển cao thâm khó đoán nhưng đến cảnh giới như Tề Đẳng Nhàn thì hoàn toàn có tư cách soi mói, tự mình giải thích bổ sung ý kiến của mình cũng không quá khó. Dương Quan Quan cau mày nói, em nhớ rõ anh nói rằng hiện tại em đang tiến cảnh quá nhanh, không thích hợp đua đòi. Trước khi hiểu được nhiều hơn thì không nên xem mấy thứ này. Vì sao hôm nay lại đưa cho em? Tề Đẳng Nhàn giống như suy tư gì đó nói ra cũng không sợ em lo lắng. Hiện tại em có thể tự mình đảm đương rồi. Hai ngày gần đây anh luôn cảm thấy tâm huyết dâng trào, có một loại cảm giác tai vạ đến nơi. Không biết tiếp theo sẽ có biến cố gì cho nên quyển sách này đưa cho em trước. Tôi sợ sau này không rảnh để dạy em. Nghe xong lời này, Dương Quan Quan sửng sốt nói, không thấy, không nghe thấy, cảm thấy nguy hiểm nên tránh né. Giác quan thứ 6 của anh đã cảnh báo cho anh, em nghĩ anh nên rời khỏi Ma Đô ngay thì tốt hơn.
Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không, 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 với công phu hiện tại của anh, muốn làm phiền anh cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa Ma Đô nhiều chuyện như vậy, cần phải xử lý xong mới được. Dương Quan Quan trầm mặc, khẽ gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nếu anh muốn em thủ tiết thì ngày hôm sau em sẽ tìm bạn trai. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, cũng có người tiếp cận Lục Chiến Long. Anh có hai sự lựa chọn. Đứng ra gánh vác cái nồi lớn Ma Đô này. Hoặc là ngày mai chôn xác em gái anh đi. Một lựa chọn đơn giản được đặt ra trước mặt Lục Chiến Long. Lục Chiến Long mím môi, sắc mặt âm trầm nói, cho dù tôi đứng ra nhận trách nhiệm, bọn họ cũng sẽ không tin. Quỹ hội được thành lập dưới danh nghĩa của anh không phải là một lý do chính đáng sao? Điều này đúng lúc có thể giải thích tại sao anh muốn hành động như vậy, vì sao anh phải tham nhiều tiền như thế. Lục Chiến Long hít sâu một hơi, nói tội này tôi sẽ nhận nhưng em gái tôi không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ chiếu cáo sự thật ra cả nước. Anh yên tâm, chỉ cần anh nhận tội này thì em gái anh sẽ bình an về nước. Cũng như Trần Ngư dự đoán, Tề Đẳng Nhàn thành lập quỹ hội vì Lục Chiến Long. Người nào đó đứng ở giữa thao túng thì chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Lục Chiến Long luôn cảm thấy người anh ấy có lỗi nhất chính là em gái Lục Linh Linh. Giờ đây, mạng sống của em gái anh ấy đang nằm trong tay những người này nên anh ấy đành phải đồng ý. Đồng ý nhận tội sẽ chỉ hủy hoại tương lai của anh ấy mà không liên lụy đến những người vô tội, vì vậy anh ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có. Được rồi, Lục chuẩn tướng. Hãy tận hưởng cho tốt quãng thời gian cuối cùng của anh đi. Không bao lâu tổ điều tra khắp nơi đều sẽ tiến hành hỏi cung anh, xin hãy đáp lại theo đúng ước định của chúng ta. Nếu bại lộ thì anh cũng chỉ có thể nhìn thấy cho cốt của em gái mình thôi. Nghe thấy câu sau cùng của đối phương, Lục Chiến Long không khỏi siết chặt nắm tay của mình. Vì mạng sống của em gái, anh ấy chỉ đành nhẫn nhịn. Lục Chiến Long ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói. Lục Chiến Long này cả đời chỉ ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, không thẹn với bất kỳ ai, duy nhất chỉ thấy hổ thẹn với mẹ và em gái. Thân là một người đàn ông, anh ấy đương nhiên cũng muốn phản kích. Nhưng mà anh ấy không dám đánh cược, cái giá phải trả thật sự quá lớn, chính là mạng của em gái mình. Năm con rồng của Hoa Quốc, sau khi Lục Chiến Long đồng ý với yêu cầu này thì chỉ còn lại 4 con. Lục Chiến Long cũng không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Anh ấy biết liên lụy quý hội vào thì hơn nửa sẽ mang đến phiền phức nhất định cho Tề Đẳng Nhàn nhưng phiền phức này không quá lớn. Hôm nay Tề Đẳng Nhàn hiếm khi mặc vest trang trọng, vest màu đen phối với áo sơ mi trắng, còn thắt thêm một cái cà vạt. Bề ngoài là con người nhưng bên trong thấp kém đại khái chính là như vậy nhỉ. Tề Đẳng Nhàn soi gương, vô cớ nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải anh đang tự mắng mình sao? Dương Quan Quan cũng đã chuẩn bị xong, nhưng lại mặc đồ thể thao khiến Tề Đẳng Nhàn nhìn trợn trắng mắt. Dương Quan Quan nói, chẳng may đánh nhau thì sao? Anh sẽ không để em mặc váy đánh nhau với người khác phải không? Tề Đẳng Nhàn nói, đầu óc em chỉ nghĩ đến đánh nhau với người khác, không thể lúc nào cũng thích chiến đấu tàn nhẫn được. Dương Quan Quan nói, đây không phải là thích chiến đấu tàn nhẫn mà là có quá nhiều người không có mắt. Hôm nay ai chọc em thì em sẽ giết kẻ đó, cũng coi như là mở đường cho em lập nghiệp. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, võ học, quan trọng nhất là lấy đức thu phục người. Vâng vâng, anh vừa ra tay không chết cũng tàn phế, đạo đức thật là cao thượng. Dương Quan Quan châm biếm một câu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khi trở về mình phải ra tay để đối phó với đệ tử phản nghịch này, suốt ngày chống đối anh, thậm chí còn nghĩ đến lúc công phu cao sẽ đánh lại anh nữa. Đại hội Long Môn Ma Đô được tổ chức tại một trang viên lớn dưới danh nghĩa Long Môn Ma Đô, các ông chủ lớn từ tất cả các nơi đều được mời. Bên ngoài trang viên, từng chiếc xe sang làm người hoa cả mắt, hoàn toàn đủ để tổ chức một buổi triển lãm xe hơi. Hơn nữa, những người phụ nữ lui tới đều là những tiểu thư quyền quý hoặc là những người đẹp nổi tiếng, xinh đẹp mê hồn. Anh Tề đâu, sao còn chưa tới? Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc đang chờ ở cửa. Trong lòng nôn nóng như có lửa đốt. Trong trang viên, những nhân vật lớn gần như đã có mặt, nhưng vẫn không thấy tung tích của Tề Đẳng Nhàn khiến họ rất nôn nóng. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu bạc lao vào tầm mắt của mọi người.
Aston Martin 177 là một chiếc xe hơi sang trọng hàng đầu. Ngay cả ở một thành phố lớn như Mado cũng thật khó để nhìn thấy một chiếc xe như thế này. Có người thốt lên, ông chủ lớn này là ai vậy? Người trong xe đương nhiên là Tề Đẳng Nhàn. Hôm nay anh ấy đến đây để khoe khoang nên tất nhiên phải lái chiếc xe tuyệt vời nhất của mình rồi. Xe được vận chuyển từ thành phố Trung Hải đến đây. Siêu xe chạy bên ngoài thì thà thuê xe tải đến chở vẫn có lời hơn là tự mình lái đến. Siêu xe cao cấp muốn bán lại giá tốt thường thường đều nhìn cây em đã chạy, nhiều hơn 1 km thì có thể ít một số không. Người chạy siêu xe về cơ bản đều như vậy. Nếu muốn đi đến một thành phố xa nào đó thì sẽ thuê xe tải hoặc xe vận chuyển trực tiếp thay vì tự mình lái xe đến đó. Chỉ thấy chiếc siêu xe màu bạc này lạng lách rồi dừng lại giữa dòng xe sang, cho dù có một chiếc Bentley và một chiếc Lamborghini ở bên trái và bên phải thì lúc này cũng khó tránh khỏi bị lu mờ. Cửa xe mở ra, Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan bước xuống xe. Nhìn thấy Dương Quan Quan xuất hiện trong bộ đồ thể thao, vẻ mặt của những người xung quanh không khỏi thấy hơi kỳ quái. Trong số những cô gái bước vào đây ngày hôm nay, có ai là không đeo trang sức và mặc váy đầm hàng hiệu, chỉ có Dương Quan Quan lập dị này, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, quả thực không có gì nổi bật. Đồ nhà quê này, cho dù có tài sản mấy chục tỷ, cũng vẫn là đồ quê mùa keo kiệt. Dương Viễn Sơn nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, không khỏi cười lạnh. Tần Đường Ngọc vội vàng bước tới, nói với Tề Đẳng Nhàn, anh Tề, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sư mẫu của chúng tôi đã đợi anh ở bên trong rồi. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói với Tần Đường Ngọc, nên đến đều đã đến sao? Đúng vậy, hai vị phó đà chủ Giang Sơn Hải và Tống Chi Mai đều tới đây, đặc biệt là Giang Sơn Hải, gió xuân đắc ý. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng ông ta sẽ trở thành đà chủ, mọi người đều tâng bốc và ca ngợi ông ta lên trời. Ngay cả Tống Chi Mai hình như cũng đã chấp nhận số phận, sẵn sàng làm nền cho ông ta. Văn Tư Thuận trầm giọng nói, nếu như Giang Sơn Hải quá mức đắc thế vậy thì giả có thể thành thật. Tề Đẳng Nhàn cười nói, không sao đâu, để ông ta đắc ý trước đã, chúng ta đi vào đi. Sau khi mấy người bước vào cổng trang viên đã nhìn thấy đám đông và cả những người phục vụ đi qua giữa đám đông. Tất cả các ông lớn của Ma Đô đều có mặt ở đây, về cơ bản họ đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Nếu bản thân không có chút bản lĩnh và năng lực thì sợ rằng sẽ rất xấu hổ khi bước vào trang viên này. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Sơn Hải ở vị trí trung tâm nhất, có mấy ông chủ cấp cao đang cầm sâm panh trò chuyện cười nói với ông ta. Trên mặt Giang Sơn Hải quả nhiên tràn đầy kiêu ngạo. Tề Đẳng Nhàn, tại sao anh lại ở đây? Tề Đẳng Nhàn đang đánh giá thì Giang Khuynh Nguyệt cao gầy đã bước tới gần anh. Khai mạc đại hội Long Môn Ma Đô, tôi là đà chủ Long Môn Ma Đô sao lại có thể không đến chứ? Tề Đẳng Nhàn hơi hơi mỉm cười nói, hiển nhiên là không định giả vờ mà ngả bài luôn. Giang Khuynh Nguyệt lại nhíu mày nói, anh lại đùa gì vậy? Anh nhìn tình hình của Giang Sơn Hải bên kia. Hôm nay anh vẫn không nên lộ mặt ở đây, ông ta vẫn còn ghi hận anh rất nhiều đấy. Nếu ông ta lên làm đà chủ Long Môn Ma Đô thì anh chính là người đầu tiên ông ta muốn diệt trừ. Giang Khuynh Nguyệt nói lời này có phần lo lắng, rõ ràng là vì cô ta lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn. Cô ta cũng biết rằng Tề Đẳng Nhàn có xuất thân phi thường, nhưng dù sao đây cũng là Ma Đô. Sức mạnh của Long Môn Ma Đô không nhỏ, nếu dùng thủ đoạn thì không mấy người có thể chịu được. Nếu không được, chỉ cần mời Ngọc Tướng Quân hộ tống anh. Giang Khuynh Nguyệt nói. Đùa gì vậy chứ, để một người phụ nữ bảo vệ tôi sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, em gái à, thật ra tôi muốn hỏi cô, hôm nay cô đến làm gì? Trên mặt Giang Khuynh Nguyệt tràn đầy thống khổ nói, Giang Sơn Hải ép tôi tới. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, chỉ sợ lão gia hỏa này còn có ý định bán cô với giá hời. Gần đây, dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên biên giới của Tề Đẳng Nhàn bị một kích đâm trầm trọng đã bị đồn đại rộng rãi, người ta nói rằng anh đã bị Dương gia đàn áp, bị tát vào mặt. Người chủ yếu tung tin này đương nhiên là người của Dương gia, dù sao anh đã khiến Dương gia chịu tổn thất lớn như vậy. Tin tức này cũng khiến mọi người có một loại ảo giác đó là hình như con rồng qua sông như anh ở Ma Đô hình như đã sắp không ổn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 51.